Dạ, xin chào cả nhà. Hôm nay là sáng đầu tuần đúng không cả nhà? Chúng ta còn buổi sáng ngày hôm nay và sáng ngày mai nữa. Là chúng ta đã đồng hành cùng nhau xong lộ trình 10 buổi thấu hiểu yêu thương kiến tạo an vui á cả nhà. Mỗi lần được lên lớp thì Hoàng Anh lại muốn gửi lòng biết ơn đến thầy và tổ chức đã cho anh cơ hội được chia sẻ lớp thấu hiểu yêu thương kiến tạo an vui với cộng đồng. Biết ơn anh em ekip và phụng sự đội ngũ MC đã giúp đỡ chúng ta có những buổi học và trọn vẹn cùng với nhau. Biết ơn nhân mạch của các cô chú anh chị vì yêu thương mà giới thiệu mình đến với các lớp học của tổ chức WIC. Và quan trọng nhất là anh biết ơn sự hiện diện của cả nhà mình. Sự hiện diện của mỗi thành viên cả nhà là món quà rất là quý đối với Hoàng Anh. Thời gian của chúng ta thì quan trọng và chúng ta dành cho những việc mà chúng ta cho là ưu tiên. Biết ơn vì cả nhà mình đã lựa chọn cái khung thời gian từ sáng ngày 31 tháng 3 cho đến hết mùng sáng mùng 9 tháng 4 là khung thời gian mà mình dành cho yêu thương ạ. Và theo văn hóa các lớp học của tổ chức WIC đó cả nhà thì chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian để tạo cơ hội cho các anh chị học viên chia sẻ bài học tâm đắc ngộ của buổi học ngày hôm trước. Hôm qua thì chúng ta cùng nhau làm rõ về ngôn ngữ yêu thương là chia sẻ ha cả nhà. Yêu thương là chia sẻ. Năm ngôn ngữ yêu thương. Cả nhà mình thì có ai sau khi được nhận cái hệ quy chiếu này biết cách vật chất hóa yêu thương và có hiện thực không ạ? Hoặc là có bài học tâm đắc ngộ thì mình sẽ chuyển giao cho cả nhà. Chị Hoàng Anh thấy Hoài Thương. Chị Hoàng Anh mời Hoài Thương. Chị chào Hoài Thương. Hôm qua em ngâm mà các nghiệm kia em hiểu anh cũng người yêu thương mình kia. Người yêu thương em thích, em thích người gọi cả người, và em thích ôm, và em thích người giả khổ mình, và em thích người gọi yêu thương. Em chị Hoàng Anh nghe được yêu thương chia sẻ là yêu thương chào Hoàng Anh, chào cả nhà. Thì ngày hôm qua thì yêu thương được làm rõ ha. Yêu thương là chia sẻ, yêu thương là liêm chính, yêu thương là tôn trọng, yêu thương là bao dung. Yêu thương em cũng không, yêu thương là bao nhiêu, khi mà mình bảo cũng là con người, khi mình không kể con người, không có vấn đề. Bản thân chị thì chị nhận được thông tin là như vậy, và ở đây có chị Vũ Phượng nè, đã nghe được là
Hoài thương là thích ôm, thích được người khác ôm. Mấy bữa nay ở bên hành trình yêu thương á, các cô Hiền, cô Ánh Hồng đang hướng dẫn mọi người cái cách tự ôm mình mỗi ngày, 20 cái ôm dành cho bản thân mỗi ngày. Thì theo như sự đủ đầy ha, tức là tất cả những cái gì là nhu cầu và mong muốn của mình, thì thay vì chờ đợi người khác đem đến thì mình có thể tự mình thỏa mãn và đáp ứng cho bản thân mình. Thuận duyên có ai đó đến thì làm cho mình thì mình hạnh phúc hơn. Ok, trước mắt là chưa có bối cảnh thì Hoài Thương cứ tự ôm mình và ôm ấp yêu thương lấy chính mình ha. Ok, biết ơn Hoài Thương đã chia sẻ. Chào em. Hoàng Anh. Chị chào Hoài Thương. Hoàng Anh xin chào chị Dương Hòa. Xin mời chị. Dạ, em chào cô Hoàng Anh xinh đẹp, em chào cả nhà. Dạ. Em học nội tâm từ K25, em cũng theo dõi chị Hoài Thương và chị Hoài Thương rất hay phát biểu. Nhưng mà có khóa đầu thì em nghe em không hiểu thì em nhiều khi em tua, nhưng mà từ khóa sau thì khi mà được thấm kiến thức của COVID rồi thì mình biết lắng nghe hơn, mình không không có cảm giác khó chịu nữa. Và bắt đầu bây giờ mình lắng trước rồi mình nghe. Thế là nghe được câu nào thì tự nhiên lại thấy vui vui. Ồ, mình cũng hay các ta. Nghe được rồi chưa? Hôm qua khi học cô thì hàng ngày thì mình thực hành bảy bố thí để tích tạo công đức phúc đức. Thì giờ học cô thì em biết là thực hành bảy bố thí cho mình nữa, là mình hàng ngày mình cười với mình yêu thương chính mình tự ôm mình soi gương, mình thấy hạnh phúc với con người hiện tại của mình, và cũng là cái mà mình ghi nhận mình, và mình ghi nhận mình thì bắt đầu mình mới có động lực và năng lực để cố gắng để mà phát triển hơn nữa các bạn. Em thấy mỗi những cái ghi nhận nhỏ nhỏ như vậy nó làm em có động lực hơn để mà mình học, và khi mà mình vui vẻ tin tưởng nhẹ nhàng mình học thì kiến thức nó đi vô rất là nhanh và em cảm giác như em nhớ được bài. Còn mấy cái những ngày xưa là em không nhớ được bài và chẳng, mình bị hạn chế là mình thiếu kiến thức, và khi mà mình đã phát ra cái tần số như vậy là đến nơi âm á cô, thì nó đơn giản, bài học cái não của mình nó đóng lại và nó bài học nó nghe chỉ là nghe nghe xong nó lại đi ra nó không có nhớ. Dạ, và em cũng thực hành năm ngôn ngữ yêu thương cho bản thân mình. Mình không phải mình thực hành cho mình trước và mình đủ đầy và mình thực hành cho cả gia đình mình luôn, và mình luôn luôn nhớ là mình phải thực hành, mình có trách nhiệm về thực hành cho mình và mình tạo phước cho chính mình. Dạ, em biết ơn cô, em biết ơn cả nhà đã lắng nghe em ạ. Biết ơn chị Dương Hòa. Chị Dương Dạ. Hòa rất là dụng tâm chia sẻ bài học tâm đắc ngộ cũng như là những ứng dụng của chị cho cả lớp và cả nhà. Dạ, biết ơn chị. Hôm nay nhà mình còn anh chị nào muốn chia sẻ bài học tâm đắc ngộ nữa không ạ? À? Của buổi học của ngày hôm qua. À, dạ, anh mời anh Duyển. Dạ vâng ạ, em chào cô, chào cả nhà. Dạ, em xin gửi lời biết ơn tới cô cũng như là những tri thức của cô đã trao truyền. Cũng như em xin gửi lời biết ơn cả tới thầy Trần Thanh Toàn cùng các thầy cô trong tổ chức đào tạo quýt cô ạ. Thì hôm qua là một cái ngày mà cũng là một ngày rất đặc biệt, nhưng mà nhìn lại cả một quá trình học mà lớp thấu hiểu yêu thương này đấy cô, với em thực sự là nó vô cùng tuyệt vời. Có lẽ đây là một cái khóa học mà của quýt online ấy, mà em theo học một cách nghiêm túc nhất từ trước đến giờ, và thực sự là em gặt hái được rất nhiều những cái quả ngọt mà em đã cảm nhận được. Với bài học ngày hôm qua ấy, thì em có một cái điều vô cùng tâm đắc, đấy là cái sự hiện diện bên người thân đấy cô. Tức là nhiều khi cái món quà lớn nhất mà mình dành cho người thân yêu của mình chính là cái sự hiện diện. Mà cái sự hiện diện ở đây khi mà học ở trong quýt rồi thì em mới thấm thêm là mình hiện diện nhưng mà trong một cái tâm thái là an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn, chứ không phải là hiện diện chỉ là hiện diện cái thể xác không ấy cô. Thì cái này là cái em cực kỳ tâm đắc và biết ơn những cái tri thức mà thầy cô trao truyền. Trước kia thì cũng đi tham dự rất nhiều khóa thiền ấy,
rồi cũng học phát triển bản thân nhiều. Tuy nhiên có lẽ là có thể là nhiều khi cái nghiệp duyên nó chưa đủ, mà nhiều khi đến cái lớp mà thấu hiểu yêu thương, nghiệp duyên của em với cô cũng như là với các lý trong lớp ấy, thì có lẽ là nó mới kích hoạt được những cái hạt giống ở bên trong em, nó lớn lên được như thế của đấy. Thì đấy là cái điều mà em vô cùng tâm đắc trong cái bài ngày hôm qua. Còn lại nhìn lại cả một cái hành trình học lớp thấu hiểu yêu thương này ấy cô, thì đúng như cô nói từ đầu ấy, tức là khi mà mình thấu hiểu yêu thương ấy, thì mình sẽ kích được cái tài của mình, tức là tài năng và tiền tài. Thì em thấy có lẽ là đúng thật, và nó là sự thật. Bởi vì khi mà em cũng đang học mentor ấy cô, thì thời gian vừa rồi công việc thì cũng cũng phải ưu tiên cho công việc của công ty, cho dự án, tại vì em có công ty phía sau với cả các anh em đồng nghiệp, thì mình cũng chưa chưa gọi là ôn được nhiều những cái bài học mà trong quá trình mentor thầy thầy có chia sẻ. Tuy nhiên thì đến hôm vừa rồi mùng 6 tháng 4 ấy, có cái buổi thi ấy, thì tự nhiên tổng nghiệp mình gọi về và mình chia sẻ một cách rất là tự nhiên. Khi em bốc được vào cái chủ đề là cấu trúc con người ấy, thì cũng không chia sẻ được 100% giống như yêu cầu của thầy chia sẻ. Thế nhưng mà mọi người, đặc biệt là cô Kiều là người mà đang giúp đỡ cho nhà 1 năm 3 của bọn em ấy, thì cô cũng đánh giá là rất là có ý nghĩa, tức là có rất nhiều những cái nó đặc biệt cô ạ. Tại vì cũng không hiểu sao ấy, nhưng mà thực sự là khi mà em tiếp nhận được những cái tri thức nội tâm này nó hay ấy, thì cảm giác là mình chưa nói được. Thế nhưng mà khi mà em cứ đặt ý là em mua sách này, em mua những cái thẻ thẻ nhớ hay là những cái đài ghi âm ở bên chỗ thầy Phụng, sau đó là em in những cái mà cái gọi là bài học mà thầy hay là như cô đang dạy đây này thầy. Tại vì khi mà trên kênh Telegram ấy, nó có cái file PDF, thì em cứ in ra sau đó là em, nhiều khi mình nói mọi người mình nói nó không hết ý, thì em chỉ tặng cái đài, sau đó là tặng kèm thêm một cuốn sách như Hạnh phúc đủ làm chủ cuộc đời, hoặc là Yêu mình đủ bạn có cả thế giới. Còn không nữa thì em lại in toàn bộ cái file mà thầy ghi chép trong 21 buổi ra, em in màu, đóng quyển rất là trang trọng và sạch sẽ, tặng cho mọi người. Đấy, thế thì vô tình cái hôm mà thi đấy thì hỏi, thì em cũng nói thật với các cô là em cũng cũng chưa vẽ cấu trúc con người lần nào. Thế nhưng mà các cô cũng cho phép là cứ dùng những cái tài liệu của thầy để chia sẻ, thì thực sự là đúng là với cái tình yêu thương, cái sự chứa đựng của các cô, các thầy các cô trong tổ chức đào tạo UIT, thì không riêng như mình em đâu, mà cả cả đại gia đình cái ngôi nhà mentor của em nhà 1 năm 3 ấy, thì mọi người cảm giác rất là biết ơn, và cảm giác là gọi ra được cái việc nó rất là xịn sò và tuyệt vời cô ạ. Còn còn về công việc cũng thế thôi. Công việc thì mọi người cứ nghĩ rằng là nhiều khi sếp không đến công ty đi làm việc, chỉ ngồi nhà ăn với học thôi. Thế nhưng mà công việc rồi các thứ nó vẫn cứ thuận, và cảm giác nó rất là tốt đấy, thì nó còn tốt hơn là cái khi mình chưa học cô ạ. Đấy, thì đây là thực sự là em rất là biết ơn những cái tri thức cô đã trao truyền trong cái khóa thấu hiểu yêu thương K06 này ạ. Dạ. Em xin biết ơn cô và biết ơn cả nhà đã hiện diện cùng. Dạ. Dạ, biết ơn Dạ. anh Duyễn. Những anh chị nào mà nhà mình quan sát thấy thường xuyên chia sẻ thì đó cũng là cơ hội để cho mình nhận được giá trị nhiều nhất, mình chuyển hóa nhiều nhất và mình ứng dụng được nhiều nhất, cũng như là mình bán được giá trị cá nhân nhiều nhất. Có rất là nhiều những anh chị ở bên lớp nội tâm hoặc là trong các lớp học của tổ chức WIT đó cả nhà, đến khi mà phỏng vấn vào mentor là toàn cõi mentor quýt nhắc đến cái tên là ai cũng biết và chưa đựng hết, ai cũng biết hết trơn nó. À, tại vì thường xuyên bán được giá trị cá nhân trên tất cả các lớp học. Dạ, đó là một thật sự là một cơ hội đó cả nhà. Bản thân Hoàng Anh thì mỗi lần đi đi tham gia các lớp học là Hoàng Anh phải hí hoáy viết vào trong cuốn vở của mình là ghi chữ lắng nghe, là bởi vì Hoàng Anh thích nói lắm, thích được chia sẻ lắm, nhưng mà cảm thấy là bản thân của mình cũng được có cơ hội chia sẻ rất là nhiều rồi, nên là thường Hoàng Anh sẽ chọn là sẽ nói khi không không ai nói thôi, chứ còn Hoàng Anh phải viết vô đấy để nhắc bản thân mình là không hí ai hoáy là anh sẽ nói cho mà coi. Hoàng Anh sẽ chia sẻ. Dạ, biết ơn anh. Tạm biệt cô ạ. Dạ. Nhà mình còn ai muốn chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay nữa không cả nhà? Chúng ta có cơ hội được gặp nhau có 2 buổi sáng của hành trình lần này nữa thôi, là sáng nay và sáng ngày mai. Có ai từ đầu buổi đến giờ cứ bị muốn muốn chia sẻ nhưng mà cứ ngại ngại thế nào ấy, xong cứ muốn giơ tay lại ngại ngại thế nào ấy, thôi hôm nay mình còn nay ngày mai nữa mình làm nốt luôn. Dạ, Hoàng Anh mời chị Hương.
Dạ cô ơi, em kính chào cô, em kính chào cả nhà. Em Dạ. đang ở bên ngoài nên là cái mạng em lấy bên ngoài, em phải ra đây ngồi. Nghe cô nói thế nên là em phải đi lên để em xin cô cho em mà gì nhỉ? Gọi là tích tạo phước đức. Phải nắm ngay cơ hội. Dạ, em xin chia sẻ là nói chung là từ ngày mà em biết được hành trình yêu thương đó, em cũng đã học được 3 khóa rồi. Nhưng mà lúc nào mỗi một khóa lại có một cái mới, lại có những cái bài các cô cho thực hành mới. Riêng cái đợt này á, là có cái quay video á cô, thì em thích lắm. Em ngày ngày nào em cũng quay á, nhưng ví dụ như lâu lâu em bị mất buổi thôi, còn đâu ngày nào em cũng quay. Xong em chia sẻ cho bạn em thì bạn thích lắm, bạn cứ tối nào cũng có hôm 11 giờ rồi mà 10 rưỡi rồi mà em gửi thì cái mạng nó đầy quá em không chạy, nó lâu quá đấy, cứ phải đợi. Thế là bạn cứ viết cái chữ là hóng hóng để có cái bài chia sẻ của em gửi cho bạn á, nên là em vui lắm. Rồi từ ngày học cô học hành trình yêu thương thì em cũng yêu bản thân, em rút ra được rất là nhiều cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Và đúng là khi mà vào đây học á, thì con người mình cũng thay đổi, mình an vui hơn rất nhiều cô. Mình từ những cái lời nói trong gia đình với con với cái trước kia thì là mình hay cáu gắt hay là mình giận lên, nhưng mà bây giờ từ cái lời nói của mình hay những cái hành động cũng như thế, nhưng mà mình lại thấy nhẹ nhàng và không có gì, không có vấn đề gì cô ạ. Thế xong em lúc nào em cũng tâm đắc cái câu mà cô nói đấy, cô chia sẻ ở trong lớp yêu thương này là cái gì nhỉ, cả thế giới có xem con mình là có vấn đề thì mình là cha mẹ thì nhất định không được nghĩ con mình là có vấn đề. Thế rồi những cái câu chuyện mà cô kể về cô với con của cô á thì đúng là em thấy nó nhẹ nhàng mà nó rất là hay, thì em cũng đã học tập được từ cô rất là nhiều về cách đối xử với con. Trước kia con mình mà nói với mình những cái câu gì, có những lúc mình giận xong rồi mình lại còn tủi thân đó cô. Thế xong ngày xưa em lại có cái cách dạy con đó, là đúng là nhiều khi mình cũng cũng nghĩ là thấy thấy con người ta là không có nói những cái lời lịch sự với bố mẹ hay có cái cử chỉ thái độ mà không được lễ phép với cô, thì tự nhiên hồi đó em lại nghĩ rằng là mình phải nghiêm khắc, mình phải làm cho nó, là mình nói nó phải nghe ngay rồi nó phải sợ, có nghĩa là mình gọi con làm cái gì là phải đứng dậy giống như nghe răm rắp đó cô. Nhưng mà hình như em thấy cái phương pháp đó nó không hề hiệu quả cô ạ. Nó giống như là nó chỉ có làm cho mẹ con hay là gia đình cách xa nhau thôi. Nên từ ngày vào đây học em biết được yêu thương thì đúng là nhẹ nhàng đi rất nhiều từ đó trở đi. Có những lúc con mình nó nói một câu gì đó thì mình cũng thấy nó bình thường, mình thấy nó an vui. Xong rồi mình nhớ ra là nếu như mà mình tức giận này, mình sân si lên á, thì mình lại mất phước mà lại còn tích áp cho con, thì con nó càng ngày nó lại càng hơn như thế. Thế là từ đó nên em nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và cũng với gia đình, với mọi người, với anh em thì cũng nghe câu chuyện thì mình hay 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 bàn tán hay kiểu tranh luận á, thì bây giờ mình cũng im mình lắng nghe được cô. Nên là em cũng có rất nhiều cái hay nhưng mà thay đổi, nhưng mà bây giờ thì em nhớ nhiêu đây cô ạ. Em chỉ biết rằng là cứ theo hành trình của cô rồi các lớp nội tâm thì nhất định kiểu gì mình cũng thay đổi. Bởi vì là thầy cũng nói đấy, mình cứ đỡ đứng ở trong hàng, nên là em cũng quyết tâm rằng là mình sẽ đặt ý là mình sẽ dành thời gian để học tập, để đầu tư cho bản thân là đầu tư lời nhất. Mà trước nay rất nhiều người biết điều đó cô ạ. Thậm chí ngày xưa em cũng biết chứ đâu phải không biết đâu, nhưng mà mình không hề thực hành được. Bây giờ chắc mới tới duyên nên là mình mới mới quyết định, mà cũng may mắn là có được cái thời gian điều kiện đó cô, để mà vào đây học tập á. Nên là em cũng cứ kêu là các cô mà có cái buổi nào mà thuận duyên cái là em vô em học, và em theo 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 các cô thì sớm muộn gì cũng tin tưởng một rằng là cũng sẽ xinh đẹp dịu dàng dễ thương như các cô.
Nên em biết ơn cô Hoàng Anh rất nhiều, em biết ơn thầy Toàn, em biết ơn tất cả các cô trong team phụng sự. Và em biết ơn tất cả những anh chị đã vào đây chia sẻ. Mà cô ơi, đúng là khi mình lắng nghe được các ngày đầu tiên em vào đêm học, có những người người chia sẻ, họ nói dài dòng cái gì gì đâu đâu á, em cũng trời ơi vậy mà cũng nói nữa. Thế xong là mình không có vui á cô, mà bây giờ tự nhiên em lại thích mọi người chia sẻ lắm. Chia sẻ cái gì em nghe em cũng thấy hay, thấy được hết trơn á. Thế giờ cái bạn Hoài Thương á, cái năm đầu, cái đợt đầu tiên em học được cách nay 1 năm rồi á cô, thì bạn đó trời ơi, mới đầu em gặp em không nghe được một cái chữ nào luôn á cô, mà bạn đó bây giờ phải nói là tiến bộ vượt bậc luôn. Ngày đó em mới gặp bạn ha, là cái khuôn mặt của bạn giống như cái hình dáng của bạn á, là bạn cứ nghiêng cái đầu xuống như thế này này, mà bây giờ bạn thẳng lên mà rất xinh đẹp, mà lại nói được rõ ràng á cô. Cái dụng tâm của thầy dạy Hoài Thương cái hôm mà đánh vần chữ đấy, cho em cũng cảm động lắm. Em cảm động các thầy cô đã có cái lòng bao la rộng lớn á, giúp cho mọi người có được sự an vui hạnh phúc. Nên là em cũng rất là biết ơn, trân trọng biết ơn thầy cô, biết ơn cả lớp mình. Dạ. Em cũng nhân đây em cũng chúc mừng chị Hằng. Chị Hằng là tuyệt vời, từ giờ chị trở đi là chị cứ vào đây là bây giờ là chị chỉ có hạnh phúc hơn hơn lên thôi. Nên là chúc mừng chị nha, chị đi chơi vui vẻ. Dạ, em biết ơn cô, em biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ. Dạ, biết Chào ơn cô chị ạ. Hương. Dạ. Chị Hương là đã đồng hành hành trình yêu thương với tụi em được hai hành trình liên tiếp hả chị? Ba cô ơi, ba Ba rồi hành cô. trình là Dạ. 4, 5, 6 hả chị? Dạ. 4, 5, 6 ạ. À. Dạ, biết ơn chị đã đồng hành cùng với cộng đồng. Hoàng Anh mời chị Hoa. Em chào cô, em chào cả nhà. À, dạ thưa cô, cảm ơn cô đã cho em chia sẻ ngày hôm nay. À, thưa cô, bài học mà tâm đắc ngày hôm nay của em có một cái bài học mà em ngộ ra luôn á cô. À, đó là những gì em nói thì nó thể hiện ra con người của em luôn, và em là người nhận nó trước, em là người nhận cái điều đó trước. Giống như là khi mà em nói về một cái vấn đề nào đó với một ai đó thì không biết là người ta có nghe hay không, nhưng mà em là người nói thì em là khi mà nó vọng lại thì bản thân em là người đón nhận cái điều đó trước. Cho nên là từ thời điểm này thì em có thể quyết định được là em sẽ có những cái hiện thực gì, cái tương lai em sẽ là như thế nào, thì em sẽ là người quyết định, chứ không phải là chỉ có nói để mà hả bâng quơ, hoặc là nói cho có, hoặc là nhiều khi hả đôi khi bạn bè nói chuyện với nhau thôi, tám với nhau thôi, thì những cái ngôn ngữ đó, những cái câu chuyện đó thì nó cũng là thể hiện cái con người của mình trong tương lai. À, em rất là biết ơn về cái bài học của cô ngày hôm qua. À, với lại em ngộ ra được là khi mà mình nghĩ lại, mình hồi tưởng lại những cái điều mà mình có trong cái cuộc đời này, mình những cái gì mà mình đã trải qua, mà mình thấy mình hạnh phúc, mình vui, mình cảm thấy mình hứng thú với cái điều đó, thì mình hãy nghĩ đi nghĩ lại, lặp đi lặp lại cái điều đó, lặp càng nhiều càng tốt. Em nhận ra được như vậy đó cô, rất là biết ơn cô đã cho em chia sẻ ngày hôm nay ạ. À. Dạ, biết ơn chị Hoa. Cuộc đời này kiểm soát được những gì mình ăn thì mình có một cơ thể khỏe mạnh. Kiểm soát được những gì mình nói thì mình có một cuộc đời bình yên. Biết ơn chị. Hoàng Anh mời chị Thủy. Dạ, em chào cô, biết ơn cô đã cho em được chia sẻ, biết ơn cả nhà. À, thưa cô, chia sẻ này là lần đầu tiên em chia sẻ trong cộng đồng quýt với cô. Chúc mừng Vì chị. nãy cô nói mà em phải là giơ tay. Thật ra em học khóa thấu hiểu yêu thương, khóa này là khóa đầu tiên. Còn nói về học nội tâm thì em học cách đây 1 năm và duy nhất một khóa. Thì em không có hiểu, em chưa có hiểu về về nó, tóm lại là cái lúc đó em chưa mở cô. Nhưng mà nãy giờ em thấy em có chứa đựng bạn Hoài Thương, và nãy giờ cũng nghe mấy anh chị có chia sẻ bạn Hoài Thương, thì hồi đó thì thật ra thì em kêu em cũng rất là, nó tóm lại là không không quá khó chịu, nhưng mà cảm thấy là không có nhận á. Thì trong cái khóa học đó em chỉ nhận được cái sự bao dung của thầy đó, xong rồi
nguyên một năm là em không có tiếp xúc tiếp cận với quýt nữa. Thì tại vì em có đi trên một cái hành trình khác, thì lúc đó thì dây mưu cầu, không phải mưu cầu cho bản thân em mà em mưu cầu cho người thân. Thì đến khóa 2, trước khóa 20, 27 của thấu hiểu nội tâm á, thì em dừng bên cái môi trường em đang theo, cái hành trình em đang theo, thì em mới chuyển qua lại để em học bên quýt. Sau cái khóa cách đây một năm á, thì em có vô một lớp, không phải cái lớp chia sẻ master mentor gì của thầy Nhật Anh, cô thầy Nhật Anh với lại cô Bích Lan, có hai lớp của hai thầy cô đó. Thì em có bây giờ mới biết là nghiệp thức, nghiệp duyên đó mới kích được nghiệp thức đó. Thì em có nhận mấy cái thì em thấy, nghĩa là mấy cái mà thật sự nó giá trị, thầy dạy, thì em không hiểu, nhưng mà em có vô cái đó thì em hiểu. Rồi sau đó là em cứ cái kiểu giống như là thực hành cho bản thân mình, rồi em lại mưu cầu cho người thân, thì em mới đi trên một cái hành trình khác. Tại cái hành trình đó là trước khi em biết đến quýt, thì em đi đến một ngày trước khóa K27 thì em của kiến tạo của nội tâm á, thì em mới dừng lại, em quyết định em dừng lại và em qua bên lớp nội tâm K27 em học. Và em trước giờ về yêu thương thì trước giờ thì em nghĩ là em yêu thương đủ rồi, cô Hoàng Anh. Em biết cách yêu thương vì em yêu thương mọi người rất là nhiều. À, bản thân em thì không có gia, không có con, cho nên là em chưa có yêu thương, không có cơ hội để yêu thương con cái. Nhưng mà với anh chị em trong nhà hoặc là các cháu trong nhà thì em thương, em rất là yêu thương, rất là quan tâm, rất là gọi là, nó tính lại là người ngoài nhìn vô cũng là nói là em rất yêu thương mọi người. Bản thân em cũng công nhận như vậy. Nhưng mà vừa rồi vô K27 thì em có nghe thầy chia sẻ, với lại em cũng cảm nhận được là cái sự mà yêu thương chưa đúng cách. Em cũng ngờ ngợ cái sự yêu thương chưa đúng cách, và trong đó em cũng nhận ra là em cũng có yêu thương bọn trẻ đó cô, nấu ăn mà cho tụi nhỏ ăn xong nó không ăn thì mình lại ép nó, vô tình lại làm mất công đức phước, làm nó mất phước đó cô. Bản thân mình cũng không tích tạo được mà mấy đứa trẻ cũng không, thì lúc đó thì em mới cảm thấy ồ, thật sự hồi giờ mình nói mình yêu thương nhưng mà rốt cuộc là mình yêu thương không có đúng cách. Thì em cũng ngờ ngợ ngờ ngợ thì vừa rồi á là em mới bé là mẹ của mấy đứa đứa trẻ mà nãy giờ em nói á, là cũng học chữa lành bên chữa lành. Nhưng mà sao em nói ủa, em mới một ngày em mới ngộ ra em kêu ủa, nếu mà chữa lành thì muốn mà con cái nó thay đổi, tại vì mấy mẹ con rất là nó không quấy. Em nhìn thấy thì em mới nói ủa, chỉ có yêu thương mới chữa lành, mới là cái động lực để chữa lành. Thì tại sao bạn này đi học chữa lành rồi mà sao lại về không quá yêu thương và bao dung con? Em lúc đó em mới có động lực là em mới vô học lớp yêu thương. Nghĩa là cơ, em cũng cảm ơn cái bản thân em, chứ hồi giờ em cũng ngạo mạn, em nói mình yêu thương đủ rồi, mình không cần phải học yêu thương. Thì khi mà em vô cái lớp học yêu thương của cô lần đầu tiên, em vô em học ngày đầu tiên, xong rồi qua ngày thứ hai là em nói ô, mình vô đúng cái lớp, đúng cái nơi để mà mình cần phải vô để mà học nè. Chứ từ trước giờ hình như nói chung cái từ ngạo mạn đúng, nhưng mà mình có cảm thấy là mình đủ rồi, mình yêu mọi người đủ rồi, chờ vô học vô thấy sai quá trời sai, thật sự luôn á. Có những cái cũng là gọi là gọi tên làm rõ, có những cái mình làm cũng đúng nhưng mà chưa biết cách gọi tên làm rõ, và có những cái mà mình nghĩ mình yêu thương đúng nhưng mà mình lại chưa yêu thương đúng. Đấy, ngày hôm qua giống như ngày hôm qua là cô nói là viết ra những những cái mà hồi trước, cái hiện thực của ba mẹ ngày xưa thì em không viết được câu nào luôn. Tại vì thật ra là hồi xưa ba rất là khó tính, mà khó tính thì sẽ không có tình thương. Mẹ thì mất sớm cho nên thì em mới ngộ ra là ồ, những cái mình hiện tại mình yêu thương, nghĩa là mình thiếu sự yêu thương, cho nên là bây giờ mình dành cái sự yêu thương đó cho mọi người. Thì nhưng mà trước giờ mình không có huân tập được, mình không có biết được cái sự yêu thương là như thế nào, thì khi cô nói là em vỡ òa. Mà mỗi ngày là em nhận thật sự là em thấy toàn là cái mới không, mà em không nghĩ
Em nghĩ là em không có, nhưng mà vô học à, đến nay là mấy, 9 ngày rồi, 8 ngày rồi mà em kêu là ôi trời ơi, vô đúng môi trường, vô đúng cái nơi để mình cần vô, để mình thay đổi rồi. Thật sự là em hôm nay cô không nói cái câu mà không có chia sẻ thì em mới, thật sự là em mới giơ tay, cho hồi giờ em cũng rất là hiếm khi em giơ tay trong mấy cái môi trường học cộng đồng giống như vậy à cô. Cho nên là em biết ơn cô, biết ơn thầy Toàn đã mở ra một cái môi trường rất là giá trị. Biết ơn cô đã dụng tâm chia sẻ cái lớp yêu thương, biết ơn tổ chức Quýt. Thật ra hôm nay em chỉ nói gửi lời cảm ơn đến cộng đồng tổ chức Quýt thôi á. Biết ơn cô đã động viên để chia sẻ. Có nhiều cái hiện thực lắm, nhưng mà bây giờ thôi để em dành lại cho mấy anh chị khác. Em biết ơn bản thân em đã hôm nay đã dám hiện diện chia sẻ. Cảm ơn cô, biết ơn cô, biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Biết ơn chị Thủy, có Dạ. lần đầu tiên thì sẽ có rất là nhiều lần khác ở cả nhà. Còn anh, Dạ, biết ơn nếu cô. mà ngày mai cái cảm xúc đó mà đúng như vậy thì sáng mai chị sẽ lên chị nói cho lớp hay đi chị. Nhưng À mà cô ơi, sáng ngày cái hôm này. nay Dạ. khi mà chị chia sẻ thì chị sẽ vui từ giờ tới sáng ngày mai. Cô ơi, có em có chia sẻ cái này này, cái hiện thực này cô. Tại vì cái học trong một, từ cái hôm bữa học tới đây ấy là lớp yêu thương á, thì em thấy cô lập cái chỗ để em học, nghĩa là không ai ra vào mà cũng không ai ấy. Thì là hôm bữa trước, mà trước khi mà em đăng ký vô lớp khóa yêu thương á, thì tại vì mấy bạn nhỏ đó là em ở nhà em chỉ có một mình thôi, cho nên là buổi chiều tối là em hay qua em hỗ trợ mẹ của mấy bé để mà lo cái việc cơm nước. Tại vì ta ba bé lận thì em mới hôm bữa đó thì em mới nói là buổi tối thì em học lớp thấu hiểu nội tâm, mà buổi sáng thì em học lớp cô, thì em mới nói với mấy bạn nhỏ, tại mấy bạn nhỏ rất quý em, thì mấy bạn mới em mới nói là một khoảng thời gian tầm khoảng 23 tuần là bà không có qua bên này, bà không có qua thì tụi con phải hỗ trợ mẹ để mẹ không la, và bà sẽ không qua để bà. Mấy đứa nó rất là buồn nhưng mà nó hỏi sao vậy, thì em mới nói là bà tí đi học để bà tí trưởng thành, để mà biết cách yêu thương tụi con cho nó đúng cách. Là bữa nay là ăn cơm, tụi nó ăn hay không, ăn bao nhiêu thì cũng được, nhưng mà em chỉ, tại vì tụi nó buổi cuối tuần thì hay đi đá banh với lại chơi thể thao với cô, thì em chỉ nói là tụi con ăn bữa nào mẹ nấu ăn ngon thì tụi con ăn nhiều, còn không ăn thì thôi, thì ăn ít lại, nếu mẹ không nấu ăn không ngon thì ăn ít lại, nhưng mà phải ăn đủ để có sức chơi thể thao. Thì tụi nhỏ ăn nó tóm lại là tới cái ăn nó vừa đủ rồi thôi, tới đây là con no rồi, con không ăn nữa. Rồi cái thứ hai nữa là hôm qua nó có một hiện thực này nè, mà ở nhà thật ra em đi em học cái khóa yêu thương này thì mọi người, người lớn không biết, nhưng mà hôm qua thì bé bé mẹ mới tự nhiên mới giật mình. Tại vì hồi em hôm qua thì em mới mấy bạn cái một có một bạn trong đó đó vẽ vẽ xong cắt mấy cái tấm hình hình để nộp cho cô hay sao á cô, xong để trên cái phòng khách, trên cái bàn 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 phòng khách á, thì em đâu có nghĩ là mấy cái đó là có giá trị với bạn, thì em mới em giục hết, em lau bàn em giục hết. Xong nghĩ tới chừng cái bạn đó ra hỏi mẹ ơi hồi nãy con để mấy cái này ở đây mà đâu rồi, xong nó mẹ đâu có biết, thì em mới cho hồi nãy bà tí lâu đó, nhưng mà bà tí tưởng đâu là bỏ, bà tí vứt rác hết rồi, mà vứt rác mà giục rác là giục luôn chứ không phải là còn trong nhà đâu. Xong nghĩ bạn ấy khóc, à, em xin lỗi bạn ấy cô, em khóc. Lúc trước đó, là em thể hiện là đúng nè, cái chỗ đó đâu phải cái bàn học đó, con để bà tí giục là đúng rồi, bà giục là đúng rồi, con bữa sau con rút kinh nghiệm con để chỗ bàn học của con thì bà tí không có đụng đến. Bữa qua tự nhiên em không phải là cố tình con, tự nhiên em nói chứ ôi Tony ơi bà tí xin lỗi con nghe, tại vì bà tí không biết, bà tí không biết cho nên là bà tí giục, bây giờ con nếu mà vậy thì lúc nào con rảnh con vẽ lại 2 tiếng đồng hồ lận á bà tí, con vẽ 2 tiếng đồng hồ lận. Nếu không bà tí xin lỗi, tại vì là bà tí không biết thật mà, nhưng mà con cố gắng đi, con lát nữa con vẽ bà tí sẽ ở cùng với con, bà tí vẽ cùng với con. Xong vậy tự nhiên thấy bạn đã siêu xuống luôn cô,
Chắc hồi xưa mà cái tâm hồi xưa là cái kiểu là phản ứng đó. Bạn để sai bạn ráng chịu chứ bạn cái và tí đâu có chịu, nhưng mà giờ trước tiên thì mình chịu nhận lỗi trước, xong rồi thì mình mới hướng em, thì em ấy rất là vui vẻ, và em ấy ngày sáng nay mẹ bạn ấy nói là tối hôm qua vậy hết 8 giờ luôn hả gì, mà sao cháu ngạc nhiên cái cư xử của dì. Nghĩa là em làm em không biết, đến khi người khác xác nhận là của em cháu không biết là gì, cái cách ứng xử của gì á, ủa sao kỳ vậy đó, gì cũng biết nữa. Thật ra bạn ấy cũng không có chưa biết em học lớp yêu thương, không có biết em học lớp yêu thương, thì chỉ nghĩ là em bận rộn công việc em không qua thôi. Nhưng mà vô tình thì lại là em thì nhận sáng nay em nhận cái hiện thực, em nói trời ơi hey, mình chắc cái kiểu này mình phải hưng tập, phải làm dài dài mà phải ôn dài dài. Trời, biết ơn cô, biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ, biết ơn cô. Dạ biết ơn chị Thủy và Tý dễ thương quá cả nhà ha. Nghe còn thấy thương. Thằng anh, Biết ơn cô. dạ Biết thằng anh mời nha. Chí Hóa. Dạ. Dạ thì lần đầu tiên cho phép Văn Hóa được gửi lời chào tới cô Hoàng Anh, và mà một có mặt trong cái buổi À, nay. để chị Hoàng Anh xin phép để chị quản trị Mít Tha Hóa ha. Rồi em ok. Dạ, chị mời Hóa. Dạ rồi, dạ biết ơn cô Hoàng Anh. Dạ rồi, dạ. Thì cái bài học tâm đắc ngộ ra ngày hôm qua thì thật ra là Ní Hóa cũng cũng chia sẻ thật là ngày hôm qua Ní Hóa vào phòng Zoom được 5 đến khoảng 10 phút, là vào cái giai đoạn mà cô Hoàng Anh cho mọi người ghi ra những cái hành động cụ thể của năm cái ngôn ngữ yêu thương đó cô Hoàng Anh. Cái ví Dạ. dụ cụ thể của năm ngôn ngữ yêu thương thì lúc đó em có vào em là em ghi và lúc đó là em có ghi ra được cái những cái hình ảnh mà em hình dung được và khung chat, và sau đó là em rời đi. Và hôm nay thì khi mà cô Hoàng Anh nói là chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra thì lúc đó thì em cũng chưa có nghĩ ra được cái bài học tâm đắc nào để chia sẻ cả. Nhưng mà khi mà mình hình dung lại về cái năm ngôn ngữ yêu thương mà trong cái quá trình mà mình thực hiện cái này, mình cũng đã có những cái ngôn ngữ yêu thương cho bản thân mình rồi, nên là hôm nay em lên chia sẻ cái phần này. Dạ, về ngôn ngữ yêu thương của em á, là ngôn ngữ chính là ngôn ngữ yêu thương về lời nói yêu thương, hay còn được gọi là ái ngữ. Dạ, thì em cũng muốn chia sẻ một cái hiện thực ở đây luôn là về mẹ của em, là giữa cái hiện thực về giữa em và mẹ em, là ngôn ngữ của em là lời nói yêu thương, còn của mẹ em là về ngôn ngữ yêu thương là hành động chăm sóc à. Dạ. Dạ thì trước đây á thì em cũng từng có một cái nghi vấn, nó thuận chiều mong muốn, nên là bây giờ nó cũng đã mình phần nào đó là mình đã được ứng dụng cái ngôn ngữ yêu thương này vào rồi. Là lúc trước á là em biết được cái ngôn ngữ yêu thương của em và ngôn ngữ yêu thương của mẹ em, nên là em có đặt một cái nghi vấn là làm thế nào để mình có thể là mình linh hoạt được giữa cái ngôn ngữ yêu thương của mẹ mình, của bản thân mình và ngôn ngữ yêu thương của mẹ mình. Dạ. Yeah. Thì em có một cái hiện thực ở đây, đó là tại vì mẹ em á là một cái người rất là thích là mình hành động rồi mình mới nói, là giống như là mình sẽ hành động những gì mình nói á cô. Dạ. Yeah. Thì khi đó là em áp dụng vô cái trong cái việc mà nấu ăn hàng ngày với mẹ, thì khi mà em hiểu rõ được cái quy luật này á, thì đầu tiên là em sẽ ưu tiên cái ngôn ngữ yêu thương của mẹ em trước, rồi xong trong cái quá trình mà nấu ăn á thì em sẽ thêm vô từng chút cái lời nói yêu thương. Em rất là linh hoạt trong cái việc đó. Và em nhớ có một cái lần, đó là khi mà mẹ em á khi mà em và mẹ em vào cùng làm một cái món là chuối chiên. Thì khi đó mà khi mà mẹ chiên cái miếng chuối đó mà nó có vẻ như là nó bị khê á, nó bị vàng quá, thì mẹ có nói với em là chắc cái miếng chuối này nó bị khét rồi, là mẹ chiên bị khét rồi.
cái xong lúc đó là em nắm được cái thông tin là chắc là mẹ cũng đang nghĩ là chắc cái phần này là không ai đón nhận đâu. Cái là em mới kiểu bình tĩnh lại, cái em mới xác định cái mong muốn của mình là thực ra là khi mà mẹ làm cái này á là vì yêu thương mọi người mà mẹ làm cái món ăn này, nên là em lập tức là em nói với mẹ kiểu em linh hoạt á, cái em mới nói với mẹ là từ từ là mẹ để con phi vật chất cái miếng chuối của mẹ lên đi, rồi mẹ sẽ thấy cái miếng chuối của mẹ rất là ngon nè. Rồi em ngồi đó em phân tích cho mẹ em là mẹ đã dành thời gian nè, công sức nè để mà chuẩn bị bột nè, cũng dồn cái tâm tư nguyện vọng của mình vô đó để mà mọi người có được một cái món ăn ngon, mọi người no bụng và những lần sau thì mọi người lại thích thú với cái món ăn của mẹ nữa, rồi con ăn mà con cảm thấy rất là sung sướng luôn á, là không phải ai, tại vì cái khoảng thời gian đó là mẹ có thể dành để mẹ lướt Facebook hoặc là mẹ có thể đi ra ngoài chơi với bạn bè. Lý do vì sao mẹ lại ngồi ở đây mẹ làm cái món ăn đó cho tụi con, thì có cái điều bất ngờ là sau khi mà nói cái điều đó ra thì mẹ em lại quay xe, mẹ em nói cái miếng chuối này ngon thật. Thì em có một cái hiện thực ở đó, và thật ra là không phải lúc nào em cũng cũng ứng dụng được cái quy luật này, nhưng mà em sẽ tận dụng tối đa là những cái khoảng thời gian mà em được ở cùng với mẹ, em sẽ hành động nhiều hơn, tại em ưu tiên cái ngôn ngữ yêu thương của mẹ em và em linh hoạt, em sẽ thêm vào từng chút những cái lúc nào mà cần ấy. Thì cái đó là cái bài học mà em muốn chia sẻ đến mọi người ngày hôm nay à. Biết ơn cô Hoàng Anh đã dụng tâm lắng nghe. Biết anh Hóa, con trai mà phụ mẹ việc nhà dễ thương quá cả nhà ha. Tết ngày hôm vừa năm vừa rồi cả nhà, nhà mình có tin được là sau bao nhiêu năm anh mới phát hiện ra là con anh đã lớn. Anh lên nhà thầy, anh nói trời ơi thầy ơi, vui quá thầy ơi. Tết này sau khi mà không có ai phụ làm việc nhà thì anh mới phát hiện ra là khi ở gần các con anh không phải làm bất cứ một việc gì luôn, đó là anh sẽ sắp xếp phân công này kia, và anh phát hiện ra là các con của mình đã lớn đủ năng lực để tự làm tất cả những cái việc trong nhà và đủ năng lực để chăm sóc em luôn cả nhà, kể cả việc khênh vác đi chợ đưa đón. Cái nói trời ơi sao cuộc đời của mình nó sung sướng, tức là nhà mình cứ hình dung những bà mẹ mà bao nhiêu năm cứ sữa rồi tã rồi chăm con từng chút một, con nhất định là phải có mình đó. Cái tự nhiên giờ phát hiện ra là con đã có thể tự làm hết, thậm chí còn còn chăm ngược lại mình nữa. Hay là anh nói là mình đã được bước qua một hưởng thụ một giai đoạn thứ hai của cuộc đời. Tức là lúc mà chăm con lúc nhỏ thì nó có cái niềm vui kiểu khác, nhưng mà khi con lớn thì nó lại có cái niềm vui kiểu khác. Cái tự nhiên nghe Hóa chia sẻ cái chị nhớ con trai của chị. Con trai của anh năm nay 18 tuổi cả nhà, 18 tuổi, con cũng cũng trưởng thành, cũng cũng tự lập, cũng biết phụ mẹ chăm lo cho các em. Biết ơn cả nhà. Thấy anh nghe đi Hóa chia sẻ cái tất cả những bà mẹ ở đây đều ước ao có được cậu con trai giống như vậy. Hoàng Anh mời chị Hằng. Em biết ơn cô đã gọi tên em, biết ơn cả nhà cho em được chia sẻ. Đầu tiên thì em xin gửi lời cảm ơn đến tổ chức WIT, đến thầy Toàn, đến tất cả các thầy cô trong ban phụng sự, cô Hoàng Anh và tất cả mọi người đã cùng tham gia các cái chương trình của WIT. Hôm qua thì liêm chính nội tâm là em không biết sao mà tiềm thức em nói cho em nghỉ ngày chủ nhật đấy cô ạ. Hôm qua em đi thăm bạn ốm ở trong bệnh viện và cũng là một cái điều kiện để hôm qua thì em biết tổng kết thế nào, mà hôm qua thì em cũng chia sẻ rất nhiều với bạn về cái thấu hiểu nội tâm và cái hành trình yêu thương. Thế thì bạn cũng rất là lắng nghe và bạn cũng rất là đón nhận. Sáng nay thì em lại nhận được một cái thông tin của một bạn mà em chia sẻ hôm trước. Bạn ấy nhắn tin cho em là chị ơi, hôm nay em vừa học, em vừa tập thể dục. Tức là em có cái câu lạc bộ sáng tập thể dục trên Zoom với cô, thì bạn tập cùng thì sau đó bạn nhắn tin cho em là em vừa tập thể dục và nghe những cái video chị gửi cho em, trời ơi hay quá em cảm ơn chị. Thì là em rất là vui. Và có một cái hiện thực nữa là
khi mà em nhận được cái cô những cái bài học của cô về cái năm yêu thương ấy, thì thực ra em thấy em chính bản thân em đã thay đổi rất là nhiều trong cái việc là nói lời yêu thương ấy. Em cảm thấy là em dịu dàng đi rất là nhiều, cô dịu dàng đi và nói những lời rất là nhẹ nhàng với ông xã, với lại con, với lại cháu. Và khi mà tiếp xúc với bạn ấy thì kể cả với bạn khi mình gặp với trẻ hay là mọi người trong nhà thì em đã thực hiện rất là tốt cái việc là mình hiện diện 100% ấy, là dùng cái thời gian chất lượng như cô. Đúng là mình lúc đấy mình hoàn toàn lắng nghe bạn nói và lắng nghe mọi người để mình biết được mọi người muốn gì ạ. Thì hôm qua thì em với chồng em đang bàn về cái chuyện là khi mà đi đến Gia Vĩnh Vinh thì sẽ như thế nào. Chồng em thì rất là sợ phải đi di chuyển nhiều xa này nọ các thứ, nhưng mà một cái trong cái nội tâm của em thì em rất là mong là mình đây là một cái cơ hội rất là lớn để có thể đi thăm được bác dâu của chồng, đó là bà năm nay là gần 100 tuổi, 99 tuổi, tức là sang đầu năm sau là bà sang tuổi là tròn 100 ấy ạ. Thì em nghĩ là em đặt ý rất là rõ ràng về cái hành trình mình đi, và chắc chắn là mình sẽ làm được cái việc đó, sẽ có người hỗ trợ mình để mình đi đến được được nhà bác, và cũng sẽ quay trở về đúng cái thời gian để chồng tham gia vào cái chương trình của chồng. Thì em thấy rằng là năm với năm cái ngôn ngữ yêu thương ấy thì em cũng khá là đã thực hành khá là tốt của ạ. Và nhưng mà mua quà tặng thì em chưa có mua quà tặng cô, nhưng mà em thì em giống như là chưa có thói quen ấy, nhưng mà cái em cứ nghĩ quà tặng của mình thì những cái hành động, những cử chỉ của mình ấy thì nó cũng cũng giống như là một cái quà tặng, cái sự thay đổi của mình cũng đã là một cái quà tặng rất là lớn rồi ạ. Và có một cái bài học nữa mà em nhận được là cái mức độ mối quan hệ cô. Từ quen biết đến quen thuộc đến quý mến đến tin tưởng đến thân thiết ấy ạ. Và mình có thể, nếu mà mình vô vô hình dung, nếu như mà mình không làm tốt những cái việc như thế này thì có thể từ thân thiết nó có thể xuống đến quen thuộc luôn, nó rất là nhanh khi mà mình bỏ qua nhau, bỏ qua rất nhiều những cái hành động cử chỉ, những cái suy nghĩ, những cái mong muốn của nhau thì nó sẽ rất là nhanh chóng từ thân thiết xuống đến quen thuộc. Thế nên là làm sao mà mình là chính chính mình thôi, không không ai khác, là mình luôn luôn phải làm tất cả những cái này mà phải giữ được cái tần số rung động năng lượng ở trong trong chính con người mình, giữ được mình biết lắng nghe và biết thấu hiểu, mà có lắng nghe thì mới hiểu, đúng là cái này nó hay hay cùng gọi, nếu không lắng nghe thì chẳng biết người ta nói cái gì và cũng không biết người ta đang như thế nào. Nên là cái việc lắng nghe là cái rất là cần thiết, rất là quan trọng. Thì với những cái mà em không được được thì em là cảm thấy mình là hạnh phúc hay không? Em phải nói thật ra là đúng là lâu nay trong cái quan điểm của em mà em đã bị giới hạn đấy, tức là khi mà trong gia đình như thế á thì thực ra mọi người ở ngoài thì cũng nghĩ là như vậy là đã là chị rất là tốt rồi, tại vì người ta cứ nghĩ là hai gia đình ghép lại thì không có gì chung ràng buộc với nhau cả, mà ở với nhau được mấy chục năm cũng đã là giỏi lắm rồi. Nhưng mà khi mà em đã rất nhiều lần vẽ cái bánh xe cuộc đời ấy, thì trước đây thì em cứ cứ đánh giá là nó khoảng 3 4 điểm về cái mối quan hệ về 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 gia đình. Nhưng mà đến khi học cái hành trình yêu thương này, cái thấu hiểu yêu thương này thì thật sự em tự đánh giá là mình đang ở cái mức độ là 0 điểm cơ. Và mình thấy rằng mình đang đang ở cái mức độ là nếu mà mình không 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 tự không tự mình vượt qua cái giới hạn đó thì nó sẽ xuống xuống âm nữa. Nên là em thấy rằng là đây là một cái cơ hội vô cùng lớn, và nó cũng giống như là em đang cảm nhận thấy là nó đúng là đủ nắng thì hoa sẽ nở. Em tin là những cái ngày sắp tới nữa là những ngày rất là tuyệt vời. À, em biết ơn cô, biết ơn tổ chức, biết ơn các thầy cô.
biết ơn tất cả các anh chị, và thực sự là những các cái bài học tâm đắc ngộ ra của các anh chị thì là Hằng đều có hết, nó đều hiện diện ở chúng chính những con người của Hằng, của trong gia đình Hằng. Cái Hằng vô cùng biết ơn, và cũng là những bài học để Hằng đang bổ sung vào trong cái cuộc sống của mình. Biết ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Biết ơn cô em được chia sẻ. Biết ơn chị Hằng, đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy. Em thấy mỗi lần nhắc đến Jindy á, em thấy chị hào hứng lắm, cũng dường dữ lắm á chị. Nhưng mà nhiều khi mình kỳ vọng nhiều quá, cũng cân bằng lại chút xong lại hướng dương, cân bằng hướng dương là ngon đó chị. Chứ mình cứ dương 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 quá là nó sẽ quay về âm ấy. Thì cân bằng cái xong dương, cân bằng cái hướng dương. Lần đầu Dạ, tiên biết được ơn nghe cô. thầy chuyển giao cái này, Hoàng Anh không có hiểu, Hoàng Anh không có hiểu, nhưng mà nhà mình phải hình dung mà nó là quy luật, mà đã là quy luật thì nó ứng dụng vào tất cả mọi con người, mọi tình huống. Nên nó là cái lúc mà mình đang dương quá mình sẽ chậm lại một chút, xong mình tự đưa mình về cân bằng đó cả nhà, xong lại hướng dương. Biết ơn chị Hằng. Dạ, tại vì nhiều khi chị đặt quá nhiều hy vọng và kỳ vọng vào cái chuyến đi lần này á, nó giống như là cả cuộc đời, thì đây là chuyến đi đầu tiên á. Thì khi mà chị hy vọng nhiều quá thì nó lại mình cứ cân bằng lại cái ngon chị. Ok, biết ơn chị Hằng đã chia sẻ. Hằng Anh mời chị San San. Dạ chào cô, chào tất cả mọi người. Dạ cô nghe em nói không cô? Dạ, nghe rõ chị San. Dạ đây cũng là lần đầu tiên em chia sẻ luôn cô, tại nãy nghe cô nói vậy em cũng ráng em lên em nói. Em cũng cảm ơn cô Hoàng Anh, thầy Toàn và tất cả các thầy cô ở trong tổ chức quýt cũng như là cả nhà đã chứa đựng em. Thì tên của em tên thật là Huỳnh Vũ Hoàng cô, nhưng mà tại vì cái tên Sang Sang này là em đặt ở nhà cũng gọi em thường nên em lấy tên này luôn. Dạ em cũng giống chị Thủy Trần đó cô, cũng chia sẻ lần đầu tiên cũng hồi hộp cũng run dữ lắm, nhưng mà cũng gắng lên nói vài câu để chia sẻ cái hiện thực của mình. Thì em cũng có nhiều hiện thực lắm cô. Em cũng cảm ơn chị Bạch Trang, chị gửi cái file ghi âm mà của thầy á, lúc đó cái nội tâm của em cũng không có ổn định. Xong rồi em có nhắn tin với chị thì chị mới nói là thôi để chị gửi cái này cho em nghe thử. Xong rồi cái đó là khóa K20 với cô. Thì em nghe được có mấy cái file đầu là em đã thấy là chắc cái này là cái em đang rất là cần luôn. Em nghe giọng thầy tại vì em cũng là miền Tây, em ở Sóc Trăng. Em là bạn của thầy Quỳnh Hoàng Sơn đó cô. Hồi thời cấp 2, tại vì thật ra là em không có biết, nhưng mà hôm bữa là em nghe xong rồi em được vô cái khóa K27, em tự tìm hiểu xong em học cái khóa K27 của thầy Toàn á, thì em mới học cái thay gân đổi cốt. Em vô tự nhiên cái em thấy ai mà quen quá trời quen luôn, em nhìn em ngờ ngỡ là phải bạn em không mà em cũng không dám hỏi luôn. Xong rồi tự thầy Sơn thầy nói là có phải Hoàng không, sao nhìn quen quá, trời ơi bạn hồi cấp 2. Trời ơi, em bất ngờ luôn á, tại vì có mấy năm về trước á, thì thầy cũng có nhắn tin hỏi là đang làm gì này kia gì á. Thì em biết là quay lại em mới nghĩ là chắc là lúc đó thầy cũng muốn cho em vô học cái này á, bạn em mà. Nên em ở ở Sài Gòn đang làm luôn, thì thầy cũng ở Sài Gòn. Nhưng mà hình như không có duyên hay sao cô ơi, nên thầy có nói thì em cũng chỉ là qua loa em hở vậy thôi. Thì em cũng nói em đang ở Sài Gòn vậy. Trời, cái chắc là cũng không có duyên, nên mà giờ đợt này thầy được chị Bạch Trang chỉ gửi cho em cái file ghi âm của thầy Toàn á, cái tự nhiên vô gặp thầy nó em bất ngờ quá trời luôn á, cái cũng vui nữa, bữa lúc đó cũng cười hoài luôn, kiểu như thấy tự nhiên gặp bạn mà thầy thành công rồi, thầy khỏe mạnh rồi tất cả mọi thứ, cái em vui dữ lắm. Cái em cũng có nói chuyện với thầy nữa, thầy cũng kêu là kêu kêu Sơn bình thường thôi, tại vì bạn mà, nói thôi không dám không kêu vậy được. Cái em cũng có thay đổi nhiều lắm cô,
về nhất là cái hồi làm hòa với má chồng em á, thì em với má chồng em là cũng không có nói chuyện lâu lắm rồi. Ở chung nhà nhưng mà không có nói chuyện. Cái từ lúc mà em sinh em bé em nè, xong rồi có nhiều thứ kiểu như là xích mích, thấy á, cái em không có kết nối được với má chồng em nữa. Thì tự nhiên em nghe của thầy xong cái tự nhiên em tự động tự tự làm hòa với má chồng em, tự nói chuyện, sao tự nhiên bây giờ em với má chồng em lại vui vẻ hơn cô, lại kết nối được. Thì má chồng em đang ở dưới Hóc Môn, còn em là ở trên quận 12, thì cũng đi xuống đó làm rồi ẵm con bé xuống, bé em được 6 tháng rưỡi đó cô, ẵm xuống cho má chồng em giữ rồi nói chuyện này nọ, thì thấy đã kết nối lại được. Cái đó là cái mà em rất là vui luôn, tại vì mình mà ở chung hoặc là mình nói chuyện mình không ấy thì cũng tội cho chồng của mình, tại vì ảnh đứng cửa giữa đó cô. Xong rồi có nhiều cái hiện thực dữ lắm, rồi em với con em, rồi bé gái nhỏ của em hay la nó lắm, bé lớn á 7 tuổi mà em cứ hay la nó, nhưng mà trong khi đó là nó học giỏi nè, rồi nhảy giỏi, rồi bạn bè hay viết chữ đẹp nữa, đi thi viết chữ đẹp nữa cô, mà cứ em có chuyện gì em cứ hay la bạn là bạn không có soạn tập soạn đồ này nọ các kiểu. Nhưng mà học cái lớp yêu thương của cô hôm qua bé cũng học chung với em, rồi bé cũng nhắc nhở em nhiều thứ, em thấy thật sự là rất là vui luôn đó cô. Học về nội tâm rồi học về yêu thương này khóa đầu tiên em học của cô, nhưng mà em cũng 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 thay đổi rất là nhiều. Rồi hôm qua em lại có món tiền bất ngờ đó cô, tự nhiên anh chồng ảnh gửi tiền, ảnh gửi cho má chồng em, rồi ảnh cũng nói là cho vợ chồng em cái số tiền đó để vợ chồng em trang trải nữa cô, mặc dù là đang nợ nần nhưng mà cảm giác là an vui trong nội tâm á, nên nên nó cũng không có khó khăn quá, sẽ vượt qua được. Chồng em nói là mọi thứ nó sẽ bình thường, chồng em cũng chưa vô học được cái lớp này, nhưng mà chồng em có kiểu ngộ trước em nhiều thứ, nhưng mà ảnh cũng chưa có tiếp xúc được cái này, tại vì ảnh đi làm ảnh bận ảnh không có nghe được các cô. Thì em cũng có mấy cái hiện thực chia sẻ, bây giờ cũng gắng lên nói đi chút xíu để sợ cô nói như vậy mà hôm qua không không lên không chia sẻ thì nó mấy em đây lần đầu tiên nên cũng cảm giác nó rung dữ lắm cô. Có nhiều thứ lắm, giống như chị Thủy Trần thế mà em không có nói được cái gì hết. Dạ cũng cảm ơn cô, cảm ơn tất cả mọi người đã chứa đựng em. Dạ cảm ơn cô nhiều, Nói em nãy giờ hay sắp quá chừng xong cái kết luận câu là không nói được gì hết. dạ nhiều lắm cô, em tự ghi ngồi ghi ra, hồi tối là em đã soạn em ghi ra rồi mà tới lên đây cũng nó chất chót sao cô. Dạ cảm ơn cô, dạ Dạ, em biết sắp ơn viết gì vậy, San San. cảm ơn chị cô nhiều. Dạ, Hoàng Anh mời Quỳnh Lê. Dạ, chào cô, chào cả nhà. Không biết sao hồi nãy thấy có bạn Huy giơ tay trước em mà chắc bạn nhường cho em hay sao mà thấy bạn bỏ tay xuống rồi. Dạ em cũng tranh thủ chia sẻ mọi người vài cái hiện thực của em trước khi cô Hoàng Anh chia sẻ thêm những tri thức hay. Em cũng đang rất là hóng hôm nay cô sẽ chia sẻ cái gì. Thật ra là cái khóa này là cái khóa đầu tiên mà em học trực tiếp, trước đó thì em có nghe ghi âm, nhưng mà khóa này thì liêm chính nội tâm thì em cũng là mở lên nghe là nhiều, chứ cũng có những lúc là mình cũng không có thực sự là mình chú tâm mình viết lại đâu. Nhưng mà em cũng những cái lúc em nghe thì em vẫn ráng giống như là để cho nó đi vào trong cái tâm thức, cái tiềm thức của mình nhiều nhất có thể. Thì em tự nhiên cái qua tới nay là cũng hơn một tuần, thì một hôm em đang chạy bộ thì tự nhiên em cảm thấy mình không biết sao cái cảm giác rất là yêu thương bản thân đó cô, tự nhiên nó chạy qua người mình, xong rồi tự nhiên cái mình thấy sao mà mình thương bản thân mình dữ vậy mà mình cũng không hiểu tại sao luôn. Rồi từ lúc nhỏ thì em sinh ra trong gia đình thì nhà em ba em là người Bắc, mẹ em người Nam, thì ba em là người Bắc là có cái truyền thống rất là thích con trai, em là trưởng nữ, thì lúc sinh ra thì em có nghe mọi người nói rồi là ba mong có con trai nhưng mà không có được, thì lúc đó mình vô hình chung mình luôn mang một cái cảm giác đó là mình không thích mình là con gái. Dạ xong rồi lớn lên thì là nhiều cái bệnh cũng liên quan tới phụ nữ nó cũng sinh ra từ đó, giống như cô nói là
tự nhiên cái mình chối bỏ cái cơ thể của mình, rồi là tôi không, sau này tôi không muốn lấy chồng này kia, là tự nhiên nó sẽ sinh ra những cái bệnh để nó hợp thức hóa cho cái mong mong muốn đó. Thì cái tự nhiên cái bữa đó cái em đang chạy bộ vậy đó, cái em cảm thấy là không, mình quyết định rồi, ngay cái giờ giờ khắc này mình sẽ tận hưởng cái kiếp này dưới cái thân một người con gái, và thật sự là sống tận hưởng và trọn vẹn cái cuộc sống này nhẹ nhàng như vậy. Là từ hôm đó tới giờ cô, là cái gì em cũng hỏi là ủa nếu con gái, giống như là lúc đó là con gái thì sẽ chạy bộ nó khác với con trai thì sao ta, là bao nhiêu năm nay mình ráng mình gồng á, thì cái lúc đó em chạy bộ mà giống con gái thì sẽ chạy làm sao ta, thì tự nhiên cái cơ thể của em nó cũng khác luôn cô, nó cũng nhẹ nhàng hơn. Rồi sau đó em đi siêu thị, cái này lạ lắm, chưa bao giờ xảy ra, là cũng cái siêu thị đó mà là cứ 2 3 ngày em đi, là mấy lần trước là mỗi lần em mua là em mua mấy bịch bự 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 vậy nè, em xách về em xách 2 3 bịch vậy đó, mà không ai ra phụ em hết trơn á. Mặc dù là cũng có rất là nhiều các anh bảo vệ đó, không ai ra phụ, cũng không ai thèm ngó gì tới mình hết. Vậy mà không biết sao tự nhiên cái bữa đó cái mình bật ý, vậy là mình là con gái, từ giờ mình sống là con gái. Là em vừa mới bước ra, mà hôm đó em xách có 1 bịch thôi, vừa mới bước ra là một anh chạy ra, để anh đến xách cho em, để anh xách cho em, xem ở đâu, xem ở đâu, xem ở đó hả? Xách ra, dạ trời, em cũng bất ngờ. Dạ dạ cảm ơn anh. Xong ảnh xách ra, xong ảnh treo lên, rồi ảnh còn móc móc dài dòng để mà cho được cái túi nó không có rớt ra nữa. Xong rồi cũng một anh khác nữa chạy ra, để anh dắt xe cho em, em đi đường nào, em đi hư trái hay phải, để anh dắt xe cho em cũng dạ em đi đường kia. Dạ cảm ơn anh. Em sau cái em đứng em ngỡ ngàng luôn, ủa mình không phải làm gì hết hả, sao sao nó lạ quá vậy. Sao làm con gái sướng quá vậy. Rồi xong một cái hiện thực nữa cô, là em tới tháng là cũng mới xảy ra luôn, là hôm nay mới ngày thứ 3 thôi, cái em cũng cũng đặt ý là bây giờ mình tận hưởng cái chu kỳ kinh nguyệt của mình đó, giờ mình cũng không có tận hưởng, mình coi nó như một cái gánh nặng, là một cái gì đó rất là khủng khiếp. Rồi là đau khổ này kia ghê lắm, nhưng mà em hóa không, từ giờ là từ giờ tới cuối phần đời luôn là mình sẽ tận hưởng cái chu kỳ kinh nguyệt của mình. Xong rồi cũng nhờ cái lớp của thầy Vũ thấu hiểu sức khỏe, là thay vì mình hỏi là làm sao để cho hết đau bụng kinh nguyệt, thì giờ mình đặt cái nghi vấn là một cái chu kỳ kinh nguyệt mà nó nhẹ nhàng, nó khỏe mạnh thì nó sẽ như thế nào. Cái em cũng bắt đầu em cũng thay đổi, em đặt cái nghi vấn như vậy, là mình vẫn khỏe mạnh, mình vẫn vô học thấu hiểu yêu thương, tối mình vẫn học nội tâm, rồi mình vẫn chạy bộ, mình làm những gì mình thích, mình vẫn sống bình thường thôi. Xong rồi em cũng bắt đầu em uống dinh dưỡng cô, em uống dinh dưỡng mỗi ngày. Mà hồi trước mình cũng hay so đo lắm, trời ơi, tốn tiền quá, bỏ tiền này đã tốn quá. Nhưng mà từ hồi vô quýt xong cái thấy các thầy cô nói về cái chuyện đầu tư 1 tháng mười mấy mấy chục triệu tiền dinh dưỡng, sao em thấy ủa vậy thì mình đã thực sự yêu thương mình đâu. Cái em cũng mới bắt đầu em cũng mua dinh dưỡng một đống luôn con, xong rồi em uống mỗi ngày. Thì tự nhiên cái mấy ngày nay cái em tới kỳ kinh, tại vì em không có dùng băng mà em dùng quần nguyệt sang thì là mình dùng xong thì mình sẽ giặt lại, và sau đó mình cứ dùng hoài, mình tái chế như vậy á thì nó rất là thân thiện với môi trường á. Thì hồi đó giờ em mỗi lần em giặt á là em sẽ rất là ngại, em cảm thấy nó là một cái gì rất là ghê, nó dơ. Nhưng mà không biết sao tự nhiên hôm qua á cô, em nhìn cái dòng máu của mình á, em thương nó khủng khiếp luôn, mà em không hiểu tại sao luôn, em thương á, em nói trời đây là máu của mình á, là máu của mình á, rồi mình thương, rồi mình nuôi dưỡng nó, bữa giờ mình đắp bao nhiêu tiền, bao nhiêu dinh dưỡng vô cho cái thân này, nên là nhìn vô là thấy tiền đó cô. Đây là tiền đó, đây là tiền. Đây là tài sản nè, tài sản. Cái tự nhiên em thấy ồ thì đây là cảm giác mà thật sự yêu thương mình đó ha, cảm thấy mình thật sự có giá trị, là nó đúng là nó đến từ những việc mình làm hàng ngày, nó đến từ bên trong, từ những việc rất là nhỏ, chứ không phải là mình cứ hô hào là yêu thương bản thân, tôi yêu bản thân là tự nhiên nó sẽ như vậy. Thì cái em thấy là wow, nó vi diệu quá, và rõ ràng là cái chu kỳ kinh nguyệt lần này của em nó nhẹ nhàng lắm cô,
không có một chút đau đớn gì luôn, chỉ có đúng nghĩa là trân trọng và biết ơn. Bởi vì em ngồi xuống em làm rõ là nhờ có kinh nguyệt đều, nhờ có nội tiết tố nữ mà mình mới đẹp, mình mới ra dáng con gái, da mình mới 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 bóng, rồi mình mới có cái bờ môi này, mình mới có cái vòng eo này, mình mới có cái hình tướng dễ thương như thế này. Cái tự nhiên em giờ em mong tới kinh nguyệt đó cô, em thấy trời ơi, sao cuộc đời của mình nó dễ thương á. Rồi tự nhiên mấy hôm nay cái em cần cái gì em chỉ mới đặt ý thôi là có người xuất hiện tới giúp đỡ em, đúng nghĩa là họ chưa cần kịp động tay động chân gì luôn á. Giờ em thấy sao mà cái tình yêu thương nó vi diệu quá. Em đó giờ em nghe nhiều rồi, cũng có vài cái trải nghiệm, nhưng mà đúng là mình vô cái môi trường quyết rồi cô lập bối cảnh nè, học với cô rồi với mọi người, rồi tối lại học với thầy với mọi người, thì đúng là nó đẩy nhanh cái tốc độ chuyển hóa hay sao cô. Và lúc nào trong mình cũng đầy cái sự trân trọng biết ơn và bao dung và an vui đó, nên là em cảm thấy hạnh phúc lắm. Hôm nay thiệt ra nếu như mà cô không nói là tranh thủ chia sẻ đi chắc em cũng không lên đâu, nhưng mà nhờ cô, cảm ơn cô rất là nhiều. Biết ơn cả nhà đã chứa đựng em để cho em được chia sẻ những cái hiện thực của mình. Dạ biết ơn cô, biết ơn cả nhà. Biết ơn Quỳnh Lê. Xém chút nữa là thế giới này không có một cô gái vừa xinh đẹp, dịu dàng, nữ tính cả nhà. Ôi là trời, dễ thương như thế này mà lại thích làm con trai. Làm con gái thật tuyệt. Dạ đúng luôn đó cậu. Thật ra thì con gái hay con trai gì đều tốt, nhưng mà mình đã Quỳnh Lê đã nằm ở cái ngưỡng gọi là đón nhận, chấp nhận là tất cả mọi cái điều trong cuộc sống bất như ý, hoặc là không như ý mình là bất như ý, đúng không ạ? Chỉ cần mình chấp nhận thôi là cái điện từ nó đã cân bằng rồi, chấp nhận. Nên nó là khi mà một bất như ý đến mà chỉ cần mình biết và chấp nhận thôi là ngay lập tức điện từ của mình nó đã cân bằng. Nó giống y như cái máy vi tính cả nhà. Thầy nói là thầy không biết ai là người phát minh ra cái nút nguồn của máy vi tính, mà thầy nói là cái người đó trí tuệ không thể hình dung. Có nghĩa là không cần biết là nó đang bị cái chuyện sự cố gì, chỉ cần tắt cái nút nguồn nó đi, mở lại là nó như bình thường. Thì khi mình biết và chấp nhận đó, là nó cũng giống như mình bấm cái nút nguồn nó vậy đó. Chúc mừng Quỳnh Lê ha, đã tìm ra được cái nút nguồn của cuộc đời của mình. Rồi, chị nghe Quỳnh Lê chia sẻ mà chị cũng thấy thích làm con gái luôn á. Biết ơn Quỳnh Lê. Chúng ta đã đi gần xong cái hành trình lộ trình nâng tầm nhận thức đối với yêu thương. Thì nhà mình có thể hình dung là nội tâm giống như một ly nước trong đi cả nhà ha. Chúng ta muốn ứng dụng vô lĩnh vực nào thì chúng ta pha thôi. Thì nếu như ai đó đã đồng hành cùng với Hoàng Anh lớp và thấu hiểu tài chính, kính tạ an vui, nhà mình thấy ứng dụng nội tâm vào tài chính, nhà mình có thấy là tài chính cực kỳ đơn giản và rất là khi ứng dụng nó rất là hiệu quả, đúng không ạ? Thì với yêu thương cũng vậy, mỗi một khía cạnh thì sẽ có những cái khái niệm nguồn khác nhau để mà chúng ta đưa cái góc ứng dụng nội tâm vào. Thì Hoàng Anh cùng với cả nhà ha, nhìn lại cái mục tiêu mà buổi đầu tiên chúng ta nói là những cái giá trị mà chúng ta sẽ nhận được ở trong cái hành trình 10 buổi thấu hiểu yêu thương, kiến tạo an vui. Thì 4 tầng bậc nhận thức về yêu thương đã thành nhận thức của mình chưa cả nhà? Có nhận thức, có hiện thực. Và riêng về lĩnh vực tài chính á, nhiều khi thì phước báu của mình tích chưa có đủ, nên là mình cần chậm một chút thời gian, hoặc là mình chưa có công cụ tạo lập giá trị, nên mình còn phải 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 chọn công cụ tạo lập giá trị. Chứ còn yêu thương thì hoàn toàn có thể có nhận thức và có hiện thực ngay và luôn, không cả nhà? Rồi,
trạng thái của sự đủ đầy, nhận chưa ạ? Trạng thái của sự đủ đầy chỉ là một trạng thái nhận thức nội tâm thôi, nó không phụ thuộc vào những cái điều kiện vật chất chúng ta sở hữu ở bên ngoài. Rồi công thức của yêu thương, làm sao để có thể yêu thương được bản thân và người khác thì lắng nghe được, thấu hiểu được, yêu thương được, mình có chưa ạ? Mình đã đang đi đến đây rồi này cả nhà, là biết cách vật chất hóa yêu thương. Yêu thương là chia sẻ, yêu thương là tôn trọng, yêu thương là liêm chính, yêu thương là bao dung. Thì ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau làm rõ là yêu thương là chia sẻ. Thì đây ha cả nhà, mình đã làm rõ yêu thương là đi chia sẻ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ. Tại vì khi mà gọi tên và làm rõ rồi thì chúng ta rất là đơn giản để sở hữu được cái hiện thực. Thì và yêu thương là tôn trọng là như thế nào? À, nhà mình có hay nghe cái câu mà anh không tôn trọng em không? Nhà mình có hay nghe cái câu đó không? Trong những cái mâu thuẫn thì mình hay nghe cái câu là em không có tôn trọng anh không có tôn trọng em, à mẹ không có tôn trọng con không có tôn trọng mẹ, hoặc là ủa nhưng mà cuối cùng tôn trọng là gì? Tôn trọng là gì thì lại không có rõ, đúng không cả nhà? Có đúng là mình cứ nói là mình không được tôn trọng, nhưng mà đến khi hỏi là tôn trọng là gì thì lại không có rõ. Chưa kể là mình lúc nào cũng mong muốn được người khác tôn trọng, nhưng mà mình đã tôn trọng bản thân mình chưa? Mình đã biết cách tôn trọng người khác hay chưa? Và thật sự là mình có cho cơ hội để người khác tôn trọng mình không? Mình không cho cơ hội để mà người khác tôn trọng mình. Thì nhà mình cứ hình dung nha. Bây giờ anh sẽ đọc cho nhà mình cái khái niệm nguồn về về tôn trọng. Thì khi mà mình có khái niệm nguồn về tôn trọng rồi á, thì bước đầu là mình sẽ đơn giản hơn ha cả nhà, để mà có được cái hiện thực là được tôn trọng và biết cách tôn trọng người khác. Vậy thì yêu thương là tôn trọng. Vậy thì thông tin hóa của tôn trọng là gì? Năng lượng hóa của tôn trọng là gì? Và vật chất hóa của tôn trọng là gì? Rất là biết ơn team khái niệm nguồn của tổ chức WIC đó cả nhà. Khi mà team được thành lập á, thì tất cả các thành viên đều thống nhất lấy chủ đề về yêu bản thân và yêu thương là chủ đề đầu tiên để làm rõ khái niệm nguồn. Và chúng ta đã được sở hữu 37 khái niệm nguồn về yêu thương và yêu bản thân với cả nhà. Thì cái hiện thực để mà chúng ta có hiện thực về yêu thương trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Thì yêu thương là tôn trọng. Vậy thì thông tin hóa của tôn trọng là gì? Hằng Anh sẽ lấy khái niệm nguồn là tôn trọng bản thân cả nhà. Thì từ bản thân thì với người khác cũng vậy thôi. Mà người ta hay nói là yêu người như mình ta. Yêu người như mình ta vậy, nhưng mà mình chưa biết yêu mình. Làm sao mà yêu người giống như yêu mình được? Đến cái mình mà mình yêu còn chưa xong nữa mà. Vậy thì bây giờ mình muốn người khác tôn trọng mình, vậy thì mình đã biết cách tôn trọng chính mình chưa? Mà khi bên trong mình đã có hạt giống tôn trọng rồi, khi bên trong mình đã có nguồn năng lượng tôn trọng rồi, thì theo như cả nhà là có đơn giản để mà mình được nhận được sự tôn trọng từ bên ngoài không, mà từ những người xung quanh không à? À, mọi người hay bị hiểu nhầm, hay bị hiểu nhầm là mình phải đủ xinh đẹp, đủ giàu có, đủ quyền lực thì người con người sẽ tôn trọng mình. Nhưng mà không, cái nhân tôn trọng nó đến từ bên trong chứ không đến từ những cái điều kiện vật chất ở bên ngoài.
À, Hoàng Anh có một người bạn cả nhà, thì cái gốc rễ về tiền của cái người đàn ông đó đó là cảm thấy ngày xưa gia đình mình nghèo nên họ hàng và những người xung quanh là không có tôn trọng mình, nên cái người đàn ông đó nỗ lực làm giàu và nghĩ là khi mình giàu có thì mình sẽ được tôn trọng. Thì theo như cả nhà là cái nhân sâu bên trong của người đàn ông đó là cảm thấy không được tôn trọng, mà tiền phóng chiếu nội tâm của con người. Vậy thì khi có nhiều tiền thì người đàn ông nó cảm thấy là không được tôn trọng hay là được tôn trọng à? Lúc mà mình nghèo á, mà mình thấy người ta không tôn trọng mình á, mình còn chịu đựng được. Cái lúc mà mình đã rất là giàu có rồi mà mình vẫn cảm thấy không được tôn trọng á, cái sự đau khổ nó còn lớn gấp vạn lần cả nhà. Và anh thấy rất ngạc nhiên là người đàn ông đó thấy vợ không tôn trọng mình, con không tôn trọng mình, nhân viên không tôn trọng mình. Đơn giản một cái chuyện rất nhỏ thôi là đi uống cà phê thôi, thì A chỉ là một cái nhân viên phục vụ ở quán cà phê mà cũng dám không tôn trọng mình. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm rõ ha, tôn trọng là gì? À, thông tin hóa, tôn trọng bản thân là trạng thái nhận thức ở hành vi ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ của một người nhằm hướng đến tạo cảm xúc tích cực cho đối tượng cần giao tiếp là bản thân trong quá trình tương tác với chính mình. Vậy thì cái trọng điểm ở đây là tôn trọng là gì cả nhà? Tôn trọng là hướng đến cảm xúc tích cực. Tôn trọng là hướng đến cảm xúc tích cực. Mà mình đã có khái niệm nguồn về tích cực chưa cả nhà? Một người mãi mãi sẽ không bao giờ biết được đó là tích cực hay tiêu cực nếu chưa rõ mong muốn. Một điều nó xảy ra thuận theo ý mình thì đó là tích cực, mà ngược theo ý mình thì đó là tiêu cực. Thì Hoan đọc lại khái niệm nguồn ha cả nhà. Tôn trọng bản thân là trạng thái nhận thức. Tôn trọng bản thân là trạng thái nhận thức ở hành vi ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ. Tôn trọng bản thân là trạng thái nhận thức ở hành vi ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ của một người nhằm hướng đến tạo cảm xúc tích cực Tôn trọng bản thân là trạng thái nhận thức ở hành vi ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ của một người nhằm hướng đến tạo cảm xúc tích cực cho đối tượng cần giao tiếp là bản thân. Hướng đến tạo cảm xúc tích cực cho đối tượng cần giao tiếp là bản thân. Trong quá trình tương tác với chính mình. Được chưa cả nhà? À, cảm ơn anh Nguyễn. Tôn trọng bản thân là trạng thái nhận thức ở hành vi ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ của một người nhằm hướng đến tạo cảm xúc tích cực cho đối tượng cần giao tiếp là bản thân trong quá trình tương tác với chính mình. Vậy nếu mình mở rộng khái niệm nguồn ra, vậy thì tôn trọng người khác là sao cả nhà? Tôn trọng
Người khác là trạng thái nhận thức ở hành vi, ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ của bản thân nhằm hướng đến tạo cảm xúc tích cực cho người khác trong quá trình giao tiếp với đối tượng cần giao tiếp. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Rồi, vậy ở đây thì cái trọng điểm chúng ta cần nhận thấy được ở đây là tôn trọng chỉ đơn giản là hướng đến tạo cảm xúc tích cực. Và một người sẽ chỉ biết được cảm xúc đó là tích cực khi mà biết rõ điều mong muốn. Tại vì thuận chiều mong muốn thì là tích cực, mà nghịch chiều mong muốn là tiêu cực. Nên mình nói là mình muốn người khác tôn trọng mình. Vậy thì mình đã cho họ biết là mình muốn gì chưa? Và mình đã cho họ biết là như thế nào là mình cảm thấy được tôn trọng và như thế nào là mình cảm thấy không được tôn trọng. Ví dụ như có những người á là gia đình của họ là cứ khoảng 10 giờ đêm là tất cả các thành viên đều trở về nhà, đều trở về nhà. Thì chỉ cần đi trễ sau cái giờ đó mà cũng không thông báo gì hết thì người ta nhận diện đó là không tôn trọng. Bởi vì người ta muốn là thông tin rõ ràng và giờ đó thì tất cả các thành viên đều đã trở về nhà. Nhưng mà cái người đàn ông khi họ đi ra ngoài, họ nói công việc thì rất là bận rộn, rất là vội, đang rất là tập trung. Tại sao phải cần phải thông báo, không có nhớ và không có trong cái khái niệm nguồn của cái người đàn ông, nó không có khái niệm là cần phải thông báo về nhà. Và thấy đó là chuyện rất là bình thường, nhưng mà người vợ thì thấy không được tôn trọng. Là do hai cái góc nhìn khác nhau thôi. Nên hai bên cần phải ngồi xuống đối thoại và cho biết là người kia làm điều gì thì mình cảm thấy được tôn trọng. Hoặc là nếu như nó nhiều quá thì mình có thể liệt kê theo chiều hướng ngược lại là những cái điều gì làm mà mình cảm thấy là không được tôn trọng. Đơn giản không cả nhà? Khái niệm nguồn tôn trọng mình đã cảm thấy nó bắt đầu đơn giản hơn chưa ạ? Rồi, tới năng lượng hóa của tôn trọng. Đó là tâm niệm bản thân là quan trọng nhất khi giao tiếp với bản thân, an vui khi ở bên cạnh bản thân. Năng lượng hóa là tôn trọng bản thân, tâm niệm bản thân. Tâm niệm bản thân là quan trọng nhất khi giao tiếp với bản thân. An vui khi ở bên cạnh bản thân. Tâm niệm bản thân là quan trọng nhất khi giao tiếp với bản thân. Tâm niệm bản thân là quan trọng nhất khi giao tiếp với bản thân. An vui. Thì khi đọc tới phần này nhà mình thấy có cái gì quan trọng không? Nếu như một người mà luôn luôn ứng dụng ba câu hỏi quan trọng nhất, có phải là người đó sẽ luôn luôn có, nếu một người có cái nhận thức
là luôn luôn ứng dụng ba câu hỏi quan trọng nhất thì người đó luôn luôn giữ được cái sự tôn trọng với bản thân hoặc tôn trọng người khác trong một cuộc giao tiếp, đúng không ạ? À? Một người chỉ cần giữ được cái gọi là cái nhận thức là ba câu hỏi quan trọng nhất. Thì người này gần như luôn luôn có cái hiện thực là tôn trọng bản thân hoặc tôn trọng người khác trong quá trình giao tiếp. Vật chất hóa là gì? Quan tâm, chấp nhận và thấu hiểu, tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy của bản thân. Vật chất hóa của tôn trọng bản thân đó là quan tâm, chấp nhận, thấu hiểu. Tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy của bản thân. Anh có một cái trải nghiệm vui lắm cả nhà, là cái ngày hôm đó Hoàng Anh cùng với các cô trong tổ chức quýt á, là đi khảo sát cái địa điểm để tổ chức tổng kết ở Phú Quốc á, thì chia tay nhau là về đến đây là buổi chiều, về đến đây là buổi chiều ngày hôm trước, thì tối ngày về buổi chiều thì tối ngày hôm đó là team khái niệm nguồn á, chuyển giao cái gọi là cái tam giác hiện thực tôn trọng bản thân, tôn trọng bản thân. Thì tối hôm đó team khái niệm nguồn chuyển giao xong á, là tôn trọng bản thân là hướng đến tạo cảm xúc tích cực và quan tâm, chấp nhận và thấu hiểu nhu cầu của bản thân về tài sắc danh thực thùy. Cái là cô Susan vừa nghe xong một cái là hỏi Hằng Anh cái chỗ làm răng ở đâu, cái cô Susan đi làm răng, xong cái cô Susan đi làm tóc. Nhà mình cứ hình dung ha, ví dụ như ngày 8 tháng 4 cái thấy cô Susan xuất hiện ở trên Zoom, cái ngày mai á, là ngày 9 tháng 4 á, cả nhà, ôi là trời, vừa mở cam lên cô Susan hiện lên ở trong màn hình á, Hằng Anh nói có chuyện gì đang xảy ra đây vậy trời. Tức là cái mức độ mà rạng rỡ và đẹp á, đẹp hơn so với ngày hôm qua của một cái người mà mình gặp á, là đi làm tóc xong rồi đi làm răng, cái lên Zoom cái Hằng Anh nói là làm gì vậy, kêu chứ em vừa nghe tới tôn trọng là hướng đến tạo cảm xúc tích cực mà bấy lâu nay là em muốn đi làm răng làm tóc nhưng mà em vẫn cứ chần chừ, là giống như để từ từ cả nhà, để từ từ, để từ từ. Vừa nghe xong cái là lấy địa chỉ bút xe là đi làm luôn. Vậy thì khi mình nhìn vào cái tam giác hiện thực của tôn trọng này nè, trong quá trình mình ứng dụng á, nhà mình có để ý thấy chuyện gì không? Nếu ở phần thông tin hóa là hướng đến cảm xúc tích cực, mà làm sao để biết được nó là tích cực là phải rõ mong muốn, đúng không ạ? Vậy thì theo như cả nhà là mong muốn của con người có thay đổi không? Mong muốn của con người có thay đổi không ạ? À? Có. Nên có những mối quan hệ ở giai đoạn này đã thấy rất là tôn trọng, nhưng không được chủ quan. Qua giai đoạn khác thay đổi rồi, mình cần phải cập nhật. Thì cái đợt cách đây một tuần, tức là ngày 27 đến ngày 29 tháng 3 cả nhà, thì Hoàng Anh được tham dự cái chương trình Vạn Bước Yêu Thương Đà Lạt do To Be Lover tổ chức cùng với gần 20 cặp đôi có hôn nhân hòa hợp hạnh phúc. Thì có một buổi tối thầy Nhật Anh là chuyên gia chia sẻ về về thấu hiểu mối quan hệ kiến tạo an vui trong cộng đồng á cả nhà. Thì thật Nhật Anh với cho cả nhóm làm cái bài tập là chia ra làm hai người nói chuyện, là
cho người bên kia biết á là mình làm cái gì là đang tôn trọng đối tác, mình làm cái gì là đang đang tôn trọng đối tác, thì nhà mình biết sao không có người nào giống người nào hết trơn hết á, không có người nào giống người nào hết trơn hết á. Mỗi người á lại tôn trọng người vợ hoặc người chồng của mình theo một cách khác nhau. Ở đây nó sẽ không có khái niệm đúng hay sai, nhưng nếu nói về chỉ số và mức hài lòng thì theo như cả nhà phải hỏi ai à? Phải hỏi vợ hay chồng của họ là đã cảm thấy được người vợ hay người chồng của mình tôn trọng chưa? Và cái bài học thầy Nhật Anh chuyển giao cho mọi người ở thời điểm đó là phải thường xuyên lắng nghe và cập nhật lại, không có chủ quan. Không có chủ quan là mình đã hiểu hết đối tác của mình rồi và mọi việc nó đã ổn rồi. Bởi vì mong muốn của con người theo thời gian là thay đổi. Và mong muốn của bản thân theo thời gian cũng là thay đổi. Vậy thì mình có cập nhật lại cho đối tác của mình biết không? Chỗ này nhà mình nhận được không ạ? À? Không có chủ quan được, nên thầy Nhật Anh có nói là vợ chồng của em, tụi em vợ chồng của em á là cứ đại loại là thật sự là có nghiêm túc trong cái việc này, cứ lâu lâu một khoảng thời gian thì hai vợ chồng lại ngồi lại nói chuyện với nhau về 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 cái mức độ hài lòng trong cách đối đãi của hai vợ chồng trong cái thời gian qua và cập nhật tình hình cho bên kia biết là mình có thay đổi gì không. Còn ở phần năng lượng, yêu thương là tôn trọng thì tâm niệm bản thân là quan trọng nhất, an vui khi ở bên cạnh bản thân. Thì chỗ này chúng ta đã có bí kíp ở đây là ứng dụng ba câu hỏi quan trọng nhất. Thì đơn giản có được cái hiện thực này đúng không cả nhà? Và quan tâm, chấp nhận và thấu hiểu, tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy của bản thân. Quan tâm là sao cả nhà? Biết là nhu cầu của đối phương là gì? Chấp nhận cái tham và tưởng của họ không giống mình thì cũng bình thường đúng không ạ? À? Thông thường á con người thấy á những cái gì mà mình chọn là nó hạp, là nó hợp lý và nó đúng và nó tốt nhất. Còn những cái lựa chọn của người khác thì không phù hợp. Nội trong gia đình Hoàng Anh thôi. Có những thành viên dễ thương lắm cả nhà. Bất cứ một cái gì mà cái người chị đó chọn thì cái đó là hợp lý nhất. Còn tất cả những lựa chọn khác là không khôn ngoan. Dễ thương không cả nhà? À, nếu như cái màu đó, cái bộ quần áo đó mà cái người chị đã chọn là nó ok nhất, còn lại tất cả mọi lựa chọn khác là đều không sang, không đẹp, không hợp, không này không kia, thì cái cảm giác của mọi người khi gặp sẽ cảm thấy như thế nào cả nhà? Có vui và thoải mái không ạ? À? Có cảm thấy mình được bao dung không? Có cảm thấy mình được quan tâm, chấp nhận và thấu hiểu không? Không. Nhưng mà người chị đã lại định nghĩa như vậy là yêu thương. Bởi vì người chị đang nghĩ là cái điều đó là tốt nhất và luôn luôn mang cái điều tốt nhất đến cho những người mình yêu thương. À, người mình yêu hiểu thì không sao, nhưng mà không hiểu là cũng xin chuyện đúng không cả nhà? À, nó một chi tiết rất nhỏ như thế này thôi. Vật chất hóa của tôn trọng là quan tâm, chấp nhận và thấu hiểu, tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy của bản thân. Cái hai vợ chồng đi ăn sáng. Chị quay qua chị hỏi chồng chị mày nè, anh ơi, anh muốn ăn hamburger bò hay gà? Cái anh mới trả lời là anh muốn ăn hamburger bò. Chị quay qua chị nói với người bán á, không, chị nói với anh trước, không, ăn hamburger gà với ngon. Xong bắt đầu chị quay qua chị nói với người bán là lấy cho em hai cái hamburger gà. Nhà mình hình dung được cái bối cảnh đó không? Bởi vì đối với chị cái đó là ngon nhất và chị muốn chồng của chị cũng được hưởng thụ cái ngon giống như chị. Nhưng mà không, anh thích ăn hamburger bò cơ. Nhưng mà chị hỏi cho vui vậy thôi, chị làm theo ý chị không à.
Xong cái chị sẽ hỏi con gái chị vậy nè, con thích mặc đầm dài hay là đầm ngắn? Cái chị mới nói là con thích mặc đầm ngắn ngang đùi. Chị nói không, mặc đầm á, con gái mặc đầm á là phải dài qua gối, dưới gối 5 phân, mặc trên á là nhìn nó rất là vô duyên ABCD gì. May cái váy dài qua gối. Và chị sẽ đưa ra mọi cái lý do để thấy là mặc cái váy ngắn là rất là không lịch sự. Thì có khi thì người thân sẽ theo ý, nhưng có khi thì người thân không có theo ý, thì kiểu như là không ép được nữa thì phải phải chịu. Nhưng mà chị sẽ chê, chị sẽ nhìn vô và chị sẽ đưa ra rất là nhiều cái lý lẽ để cho thấy là cái phương án chọn lựa đó rất là không phù hợp. Vậy thì nhà mình quay lại ha, những người mà thành đạt á, những người mà thành công á, những người mà gọi là siêu năng lực á, có phải là họ đang hay có cái tính này không cả nhà? Nhân danh cái gọi là tình yêu thương và áp đặt và ép buộc tất cả những người thân yêu xung quanh là phải làm theo cái ý của mình, bởi vì như vậy mới là tốt nhất, như vậy mới là đúng nhất, như vậy mới là khôn ngoan nhất. Ủa nhưng mà tham và tưởng về tài sắc danh thực tùy của người ta khác mình mà. Tại sao phải bắt cả thế giới giống mình vậy? Theo như nhà mình thì cái người đó cuộc sống của họ có hạnh phúc không cả nhà? Thì hồi nãy nhà mình có nghe anh nhắc đến cái câu là mình có cho cơ hội để người khác tôn trọng mình hay không? Tại sao anh nói cái câu này? Nhà mình hình dung ha, mình có một người vợ mà khi nào mình về mình hỏi ý kiến thì vợ mình cũng chỉ muốn mình làm theo ý muốn của cô ấy. Vậy theo như cả nhà là sau đó mình còn hỏi nữa không? Hỏi chi? Đằng nào cũng đâu có được làm theo ý mình đâu, tự mình làm luôn. Cái đến khi mình phát hiện ra thì mình bảo là không được tôn trọng. Đúng không? Tại sao anh làm cái điều đó mà anh không hỏi ý kiến em, anh không thảo luận với em, anh không bàn bạc với em? Tại vì có hỏi thì cũng biết là có bao giờ mà em làm theo ý anh đâu, em luôn luôn làm theo ý em mà, nên tự anh làm luôn. Hoàng Anh còn nhớ ngày xưa cái người bạn trai của Hoàng Anh á, đập bàn và quát lên với Hoàng Anh như thế này: tại sao em xin nghỉ, em đổi việc mà em không hỏi ý kiến anh? À, cái người bạn trai nói với Hoàng Anh như vậy. Hắn nói là bởi vì em biết 100% là em hỏi anh đâu có đồng ý đâu, nên em muốn đổi em đổi luôn. Có nghĩa là mình không cho người khác cái cơ hội tôn trọng mình. Bây giờ mình là mẹ, mỗi lần con mình qua nói à mẹ ơi, à con đang định à, tháng sáng sau á con sẽ nghỉ việc, con đổi qua một cái công việc khác khác, hoặc là mẹ ơi con thông báo với mẹ là à, con có kế hoạch chuyển nhà do công việc như thế này như thế này như thế này, con sẽ chuyển nhà vào tháng sau. Thì người mẹ vừa nghe một cái là phải nó vẫn không có hỏi con mình là tại sao con mình đổi việc hay con mình đổi nhà hay tại sao con mình ra cái quyết định đấy, mà ngay lập tức á, là phân tích bình luận đưa ra lời khuyên để kết luận là con không nên đổi việc và con không nên đổi nhà bởi vì nó không an toàn. Thì theo như cả nhà là lần một, lần hai, lần ba, cái sau này mình có những cái thay đổi lớn trong cuộc đời mình có thông báo cho mẹ nữa không à? Không. Tại vì nói xong mẹ lo lắng rồi, mẹ phân tích rồi, mẹ khuyên rồi, mình đang cần đi tới mà mẹ cứ nắm dây, mẹ kéo giật lùi lại vậy thì đâu có hỏi nữa đâu. Vậy thì có phải rằng là khi mình không lắng nghe cái nhu cầu và mong muốn của người khác mà mình chỉ khư khư muốn người khác làm theo ý mình, là mình tước luôn cái quyền để cho người khác tôn trọng mình. Tại vì mình không tôn trọng mà, cái nhân mình gieo là không tôn trọng, không quan tâm, không chấp nhận và không thấu hiểu cái nhu cầu và mong muốn của người khác, thì tại sao người khác phải 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 nghe mình? Và nhà mình quan sát một cái hiện thực rất là thực tế nha. Nhà mình có để ý là thời nay á, những em trẻ em mà tuổi teen á, mười mấy tuổi á,
rất hay cằn nhằn bố mẹ không? Tại sao thế này thế kia thế kia thế nọ cứ cằn nhằn bố mẹ, làm cái gì cũng cằn nhằn, làm cái gì cũng cằn nhằn. Thì khi mà anh ngồi anh quan sát một cái gia đình thì anh phát hiện ra là hai cái đứa trẻ trong cái gia đình đó bố mẹ không bao giờ quan tâm là con muốn gì, và luôn luôn là con phải học cái này nè thì mới ok, con phải làm như thế này mới ok nè, con phải học trường này nè, con phải mặc cái này nè, con phải như thế này nè, luôn luôn yêu cầu con cái 100% là phải làm theo ý mình. Vậy thì kết quả, cái đó là cái nhân, vậy cái quả thì sao cả nhà? Bố mẹ làm gì con ấy cũng không hài lòng hết. Mình thì không tôn trọng, quan tâm, chấp nhận và thấu hiểu nhu cầu của con, nhưng mình lại yêu cầu con là nhất nhất nghe theo lời mình. Công bằng không cả nhà? Rồi ok, con của mình rất là ngoan, nghe lời mình, cái gì cũng nghe hết. Bố mẹ gọi là ngày xưa có một cái quan niệm là cha mẹ nói thì con cái không được cãi, con cái mà cãi thì là bất hiếu. Và mình đã thành công, mình đã làm bố mẹ thành công, mình nói cái gì con của mình cũng nghe. Và cái kết quả là gì? Khi con của mình ra đời á cả nhà, ai nói gì cũng nghe hết trơn. Xong đến khi lấy vợ, lấy chồng á, là vợ nói cái gì cũng nghe, chồng nói cái gì cũng nghe. Xong cái lúc đấy mình lại bảo sao con ngu quá vậy con, sao người ta nói cái gì con cũng nghe hết vậy. Rồi bây giờ mình kết hôn với một người phụ nữ hoặc với người đàn ông mà lúc họ đang yêu á, mình nói cái gì họ cũng nghe hết á. Họ không có cái lập trường và cái quan điểm của cá nhân của họ. Mình nói cái gì họ cũng nghe. Ok, giai đoạn này đang rất là vui. Rồi mai kia người ta không yêu mình nữa, người ta yêu người khác, cái người khác nói cái gì người ta cũng nghe. Rồi lúc đó mình ở đâu trong cái câu chuyện đó? Không còn phân biệt thật giả, phải trái, đúng sai, nên mà không nên nữa. Thì mình phải ở chỗ này á, lại quay lại một lần nữa cả nhà, mình phải rất là rõ cái mong muốn và cái đích đến cuối cùng của mình là cái gì. Chứ nếu không á là mình sẽ tự gieo những cái nhân mà sau này cái quả đó nó không hề ngọt ngào gì hết trơn. Vậy thì bây giờ nếu như một người phụ nữ mà đã biết là tôn trọng là hướng đến cảm xúc tích cực, vậy thì cuối ngày khi người chồng đi làm trở về nhà, mình bắt đầu nói chuyện mà mình quan sát cái thái độ của anh là mình biết anh không lắng nghe. Không lắng nghe có nghĩa là có muốn nghe không cả nhà? Không muốn nghe. Không muốn nghe mà mình tiếp tục nói thì cảm thấy mệt không ạ? À? Mệt. Thì nếu như mình tôn trọng thì có nghĩa là gì? Thôi mình nghỉ, tạm thời chưa có nói. Không có nói. Rồi thứ hai là mình cứ nói là mình rất tôn trọng đối tác của mình, rất tôn trọng con của mình, nhưng mà mình đã quan tâm, mình đã chấp nhận và mình đã thấu hiểu những cái nhu cầu về tham tưởng, về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy của con của mình chưa? Chỉ hai chữ tôn trọng thôi cả nhà. Nhưng mà từ xưa đến giờ có thể là mình chưa rõ đúng không cả nhà? Mình chưa có rõ. Mà chưa rõ thì chưa có hiện thực. Còn rõ rồi thì sẽ đơn giản để có được hiện thực. Yêu thương là tôn trọng. Nhà mình đã thấu suốt là tôn trọng là gì chưa cả nhà? Nhà mình có ai đặt câu hỏi hay là chia sẻ gì ở học phần này không ạ? À? Yêu thương là tôn trọng.
Có ai cảm thấy là hôm nay mình nhận được một cái điều gì đó rất là mới hoặc là rất là quý đối với mình à? Dạ, Hằng Anh mời chị Vinh ạ. Dạ, em rất là biết ơn cô và biết ơn cả nhà qua cái buổi cô vừa Vinh chia đang sẻ chỉnh yêu cam thương. là thấy cái bàn chứ không thấy gương mặt chị. À, chắc là em đã vừa đang nói bài cho người khác, em rút cái này ra là được. Được chưa cô? À, không, dạ được rồi chị. Dạ, rất là biết ơn cô ạ. Qua cô vừa chia sẻ yêu thương là tôn trọng, thì em cũng ngộ được ra là đúng là trước kia mình hay áp đặt cho con mình ý, là cứ phải nghe lời ý mình, không không tôn trọng những cái lời con nói, không tôn trọng những cái ý kiến của con, không tôn trọng những cái con mong muốn. Thì hôm nay cô đã giúp em ngộ được ra là mình cần phải thay đổi, yêu thương nhưng lại phải là tôn trọng. Không phải là yêu thương không, cứ nói yêu con là yêu con. Thì qua ba qua cái tam giác này thì em cũng ghi chép được đầy đủ. Và em xin nhắc nhớ lại, cái tam giác thiện thực tôn trọng, yêu thương là tôn trọng. Tôn trọng là trạng thái nhận thức của hành vi, ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ của một người nhằm hướng đến tạo cảm xúc tích cực cho đối tượng cần giao tiếp là bản thân trong quá trình tương tác với chính mình. Còn về phần năng lượng là tâm niệm bản thân là quan trọng nhất, an vui khi ở bên cạnh bản thân. Vật chất thì là quan tâm, chấp nhận, thấu hiểu, tham tưởng về tài sắc danh thực, vì cái tham tưởng này mình khác họ khác. Hôm nay em đã ngộ được ra cái yêu thương là tôn trọng đối với kể cả con mình, ngay như bản thân con mình, nếu như mình hướng về được tôn trọng con thì mọi việc sẽ được ra quả như ý. Và em rất là biết ơn cô đã giúp em ngộ được ra cái từ yêu thương là tôn trọng ạ. Em rất là biết ơn cô và biết ơn cả nhà. Cô ơi tắt mic rồi cô. Dạ, Hoàng Anh biết ơn chị Vinh, biết ơn chị chia sẻ. Nói chung là nếu ba mẹ mà biết tôn trọng con cái thì mọi cái mối quan hệ giữa cha mẹ con cái trở nên đơn giản hơn rất là nhiều, đúng không cả nhà? À, dạ, Hoàng Anh mời anh Duyển ạ. Dạ vâng, em biết anh cô ạ. Thì em rất là tâm đắc với cái học phần này, tức là nhiều khi em có một cái mà trong quá khứ ấy, tức là mình cứ hay rất là quan tâm đến những cái gọi là làm cho người khác vui vẻ, tích cực, kể cả trong gia đình, trong công việc cũng vậy. Tuy nhiên nhiều khi mình lại bỏ quên mất bản thân mình đấy cô. Tức là nhiều khi ở cái phần năng lượng ấy, tức là cô có nhấn mạnh rằng là tâm niệm bản thân là quan trọng nhất, an vui khi ở bên cạnh bản thân ấy. Thì thực sự đây là cái mà nó rất là hay và vi thế của dạ thì em nghĩ rằng đây là cái mà cá nhân em sẽ cần phải quay lại nhìn lại chính mình ấy, kết nối sâu sắc với mình hơn ấy, thì khi mình có được một cái sự vững chãi bên trong rồi ấy, thì những cái mình làm ở bên ngoài ấy, nó sẽ chắc chắn chứ nó không bị chập chờn. Tại vì trước kia khi em làm rất nhiều điều cho gia đình, cho tổ chức ấy, tuy nhiên thì đôi lúc nào đấy mình vẫn thấy nó có một cái gì đấy nó trống rỗng đấy, nó cảm giác mình không được tôn trọng ấy. Nhưng mà đến hôm nay học phần này thì em hiểu rằng là mình sẽ cần phải làm rõ những cái khái niệm nguồn này và mình phải 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 biết quay về với chính mình nhiều hơn cô ạ. Dạ. Biết ơn anh Chuyển. Dạ em biết ơn cô ạ. Dạ. Hằng Anh thấy ở Hà Huy, chị Hằng Anh mời Hà Huy. Ủa, em có một nghi vấn là làm thế nào để biết được con muốn gì ạ cô? Mà mình quan tâm chấp nhận thấu hiểu rồi, mình muốn biết để con muốn gì ấy cô thì làm thế nào? Theo như Huy thì làm sao để biết được người khác muốn gì? Thì lắng nghe cô ạ. Dạ.
Và lắng nghe thì nghe những gì người ta nói và nghe cả những gì người ta chưa nói hoặc không nói. Rồi rồi khi mà mình lắng nghe mà mình nghĩ là mình đã hiểu rồi thì theo như giao tiếp thì theo như Huy mình có cần đặt câu hỏi xác nhận không nếu cảm thấy cần thiết. Như là có rồi, không phải đặt câu hỏi À xác nhận. mình tại vì thông thường tại sao người khác chả muốn nói cho mình nghe? Khi mà mình không nghe thì người ta sẽ không muốn muốn nói. Hoặc là mình cứ làm giả bộ lắng nghe nhưng thật ra mình không có nghe. Còn theo như Huy là nếu như thật sự người thân của mình lắng nghe, muốn lắng nghe thì mình có muốn nói không? Nhưng mà lắng nghe mình có muốn nói không? Ví dụ như mẹ, em cảm nhận là mẹ rất là lắng nghe em thì em có cảm thấy đơn giản để chia sẻ với mẹ không? Đơn giản quá. Ừ, vậy thôi, chỉ đơn giản trong mối quan hệ nó là như vậy thôi. Còn thông thường con người làm biếng nói là bởi vì nói cũng chả được gì hoặc nói người ta cũng chả nghe đâu hoặc nói không có được bao dung á. Tức là sau khi mình nói ra cái bị chỉ trích nè, bị phán xét nè, bị mắng nè thì mình sẽ giấu. Tại vì đâu có được được chấp nhận đâu, đâu có được thấu hiểu đâu. Giờ chị nói ví dụ như là một 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 đứa trẻ mới lớn đi. Một đứa trẻ mới lớn nhưng mà lên trường cái thích bạn gái, cái về nhà nói là mẹ ơi con thích cái bạn gái cùng lớp, mới nói tới đấy là chưa 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 biết là bạn đó như thế nào, tại sao thích ABCD, thì mẹ đã học hành không lo học, yêu đương vớ vẩn, là coi như mình đâu nói tiếp đâu, nghỉ luôn, kết thúc ở đó, sau đó mình sẽ giấu. Nhưng mà nếu như mẹ mẹ hỏi xong rồi này kia kia nọ rồi để mẹ hướng hướng rồi ví dụ như con là một người đàn ông á, để mà con được có giá trị trong mắt người bạn gái mình thì con cần phải học hành này rồi biết cách cư xử này, phấn đấu lo cho tương lai này thì người bạn gái đó mới 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 gọi là trân trọng và đánh giá cao ABC gì đó, nói chung là mình sẽ định hướng. Còn đây là mình dập thì con đâu có hứng để nói nữa đâu. À hôm qua con trai của cô Hoàng Anh hỏi cô Hoàng Anh là mẹ có bao giờ nuối tiếc vì ngày xưa mẹ đã chọn ba không? Cái cô Hoàng Anh nói dạ không, bình thường, ba rất là tốt mà. Ba mẹ chỉ là hết nhân duyên thôi chứ đâu có gì đâu. Xong cái bạn mới nói nhưng mà con á thì con nuối tiếc cái thời gian mà con đã dành cho bạn gái của con 2 năm qua, cuối cùng chả có được gì, chả có được gì. Cái cô Hoàng Anh mới nói là đâu mẹ thấy tốt mà, thứ nhất là con đã có 2 năm vui vẻ, 2 năm đó con chơi với bạn gái con nó có vui vẻ không? Bạn nói có, nhưng mà mẹ cũng biết ơn bạn gái của con á, tại nhờ bạn gái của con mà con học giỏi hơn. Cái bạn hỏi là sao mẹ biết, sao mẹ biết? Thì nói thì mẹ thấy con kể là con chỉ bài cho bạn gái thì con phải nỗ lực, con học sức học tập của con phải cao hơn bạn gái của con thì con mới chỉ bài được chứ. Thì kiểu kiểu là mình cứ nghe coi là như thế nào và mình nhận được những cái giá trị tích cực từ trong cái câu chuyện đấy. Trong cái câu chuyện đấy chứ mình không có chống lại hoặc là mình không có la mắng hoặc là mình không có chỉ trích. Hoặc là mình sẽ đưa ra quan điểm thôi chứ bạn sẽ tự chọn. Bạn sẽ tự chọn. Con trai Hoàng Anh hình như để Hoàng Anh nhớ con trai thích bạn gái từ năm lớp hình như lớp 7 hay lớp 8 gì đó cả nhà. Hoàng Anh thấy bình thường và rõ ràng là cái việc mà con trai thích một cô gái và này kia chả ảnh hưởng gì đến cái việc học hành hay là bất cứ một cái chuyện gì ở tương lai của con ấy. Hoàng Anh sẽ hỏi là con có biết làm cách nào để có em bé không? Cái bạn nói dạ con biết, tại vì con có học mà mẹ. Cái Hoàng Anh mới nói là cuộc đời của mẹ là mẹ chỉ có nuôi các con thôi nha, mẹ không có nuôi cháu đâu đó. Khi nào mà biết chịu trách nhiệm và có khả năng nuôi em bé thì mới được sản xuất em bé. Còn đừng có đem em bé về cho mẹ nuôi nha, mẹ nói trước là mẹ không có nuôi đâu đó.
Sao bạn nói mẹ nói chuyện gì ghê quá. Trời ơi mẹ nói chuyện ghê quá. Con mắc cỡ lắm, con đâu có dám làm gì đâu. Mà có em bé kêu ok mẹ cứ dặn trước cho nó chắc. chia sẻ. Dạ biết ơn Huy. Hoàng Anh mời chị Hải. Em chào cô, em chào cả nhà. Em thích quan điểm nuôi con hiện đại của cô quá đấy, cô ạ. Hôm nay thì lần đầu tiên em mới biết là yêu thương là tôn trọng cô. Nhất là khi mà cái bạn lớn nhà em dậy thì năm nay lớp 9 đi cô. Thì em cảm giác như là một kiếp nạn luôn. Giá như bảo là mới nhét bạn ấy vào đẻ lại còn hơn. Chứ nuôi bạn này thì em vật vã quá. Bạn ấy kiểu như tiếp xúc với kiểu văn minh phương Tây ấy, bạn thích môn Anh lắm, bạn học tất cả các thứ. Xong mà bạn ấy bảo mẹ mà mắng con là vi phạm nhân quyền các kiểu đấy. Xong mình chóng mặt, xong bảo bố nói thẳng lẽ mình bất lực. Thật sự không biết dạy con kiểu gì luôn. Đến khi mình, bạn cũng nói là mẹ không tôn trọng con, các thứ. Xong đến khi mình đi hiểu à, tại vì mình cứ áp đặt này nọ, các thứ. Xong đấy con mới càng kiểu như càng rời xa mình đấy, không nói chuyện. Thì mối quan hệ của mẹ con càng lúc càng tệ. Sau đấy dần dần em học thì em hiểu là thật ra là mình cứ nhiều khi dùng tư duy của người U3 40 áp lên một bé mười mấy tuổi thì không ổn. Xong có một lần bạn còn nói là gì, đúng kinh nghiệm của bố mẹ thì cũng tốt đấy, nhưng kinh nghiệm của bố mẹ cũ rồi, còn kinh nghiệm của con là mới, kinh nghiệm của con là hiện tại. Bạn cãi ngang như vậy luôn, bạn lớp 8. Xong bố mẹ sốc, sốc thật sự là sốc. Đến khi em học được thì em hiểu là phải tôn trọng con. Như hôm nay cô nói thì tôn trọng là cái cảm xúc, sao cho đối phương cảm thấy tích cực. Thì em cũng áp dụng dần dần. Sau khi học cả nội tâm thì em cũng cũng thay đổi rất là nhiều. Đến khi như lúc nãy cô bảo về người yêu đấy, thế bạn đấy cũng thấy cũng bảo bạn bảo là có người yêu. Xong về em cũng hỏi, thế bạn ấy phòng bị luôn cô nhá, mẹ hỏi làm gì, là bạn ấy bật chế độ phòng bị luôn. Một không mẹ hỏi để biết mà. Thì mẹ nghĩ chả lẽ ví dụ có năm cô con gái đứng đấy, chả lẽ con ấy thích cái đứa xấu gái vì hôi nách à? Mẹ nghĩ là chắc cũng phải được được, là mẹ tò mò thôi. Ồ thật, thật thì mẹ để xem như nào, để xem như nào thì mẹ con mời bạn ấy đến nhà cho mẹ xem. Xong thì có gì thì hai đứa bảo ban nhau. Mẹ nói thật nhá, tiền con ấy sau này có thể ngân hàng hack luôn đấy, ngân hàng mất luôn đấy. Vợ con mà sau này mà con dại dại nhá là nó người ta bỏ đi đấy, hoặc là người khác đến cướp đấy. Còn sức khỏe này, tâm thái các thứ em nhét vào cô, sức khỏe này, kiến thức tâm thái của con là không ai lấy được đâu, nên coi con coi đấy mà làm. Xong em cũng hướng dẫn như cô là yêu một chuyện, sách là chuyện khác, mà ra sản phẩm là chịu đấy, tôi không chịu trách nhiệm các thứ. Xong cũng nói kiểu như cô bảo đấy, mẹ nói gì mà khiếp thế, bảo không không khiếp đâu, biết đi không thừa. Nhưng vì sau đấy mình hiểu là phải tôn trọng con, xong rồi ấy các thứ thì em dần dần em nói được chuyện được với con cô ạ. Em nói được nhiều hơn. Bây giờ hướng, kể cả bây giờ bạn học lớp 9 rồi, trước khi đi ngủ bạn cũng sang phòng mẹ, bạn bỏ màn các thứ, bạn thơm mẹ các thứ, chúc ngủ ngon. Xong đến khi bạn còn nói một câu, con biết bố mẹ rất yêu nhau. Hỏi làm sao mà con biết? Thì nhà người ta cãi nhau, con thấy bố mẹ cãi nhau bao giờ đâu, nhưng mà mẹ là yêu nhau. Nghĩa nhiều khi mình nghĩ là bọn trẻ con ấy tưởng nó không để ý, nhưng nó để ý rất là nhiều thứ. Nó để ý từng ly từng tí từ hành động của bố mẹ, tuy là các bạn không nói ra thôi, nhưng nhiều khi mình ngày xưa mình cứ gồng lên mình cố làm gương. Thật ra bây giờ học em hiểu là không cần phải làm gương, mình thân giáo là được, là ổn. Thế hôm nay, như hôm nay em cũng nhận ra là nhiều lúc mình không tôn trọng chồng. Chồng đi làm về mệt mỏi là gì, cái thằng người của mình cứ nhất định xông lên nói, tại tại sao nhiều khi chồng quát lại mình cũng đúng thôi, nhưng mà mình hiểu dần dần thôi, lúc người ta đang không vui, lúc người ta tâm trạng không tốt mình còn nói cái gì nữa. Thế mình học cách đúng là lắng nghe hoặc im lặng cô ạ. Em cảm ơn cô, cảm ơn cả nhà. Dạ, biết ơn chị Hải. Tôn trọng, yêu thương là tôn trọng. Dạ vâng. Vậy em hôm nay em cũng cũng cảm ơn cô là em còn một bạn lớp 4 nữa. Mà em cứ sợ các bạn ấy lên đến tuổi dậy thì luôn cô ạ, cứ sợ luôn. Nhưng với tâm thái bây giờ thì lại muốn bạn ấy dậy thì nhanh nhanh để mẹ thể nghiệm xem như nào. Giờ lại không sợ nữa, không ước. Cứ bao nhiêu lần nói với chồng là em nhét hai đứa này vào, em nhét cái thằng lớn vào, em đẻ lại có phải ngon không, đỡ phải nuôi bọn dậy thì này, mệt mỏi không thể chịu được. Giờ thì ok rồi cô. Biết ơn chị Hải. Con ăn nhiều câu hỏi ngộ lắm mà rất là may luôn cả nhà.
Rất là may là sau khi được học mà thấu hiểu nội tâm ấy, thì mình Hoàng Anh phát hiện ra là do bố mẹ không mình dụng tâm và mình lắng nghe ấy. Con mình không thể nào khôn hơn mình được đâu cả nhà. Chẳng qua là do trước đây là mình cứ áp đặt và mình không chịu lắng nghe nên mình cảm thấy là gọi là bế tắc với mấy bạn nhỏ ấy. Tự nhiên con trai Hoàng Anh nằm cái hỏi mẹ ơi con dậy thì xong chưa. Cái Hoàng Anh mới bảo là tất cả mọi con người trên cái hành tinh này đều dậy thì hết. Dậy thì chẳng qua nó là một giai đoạn lớn lên của con người thôi và nó là cơ hội vàng để con tăng trưởng chiều cao và hoàn thiện về cơ thể thôi. Chứ còn á, bố mẹ ông bà và ai cũng dậy thì dậy thì nó là một cái chuyện gì đó rất là bình thường. Mọi người hay đổ là con cái đến tuổi dậy thì sẽ khó bảo có dậy hoặc nó hư. Thì chẳng qua là có tâm lý nội tâm con người cần tìm một cái gì đó để đổ lỗi. Bây giờ chả lẽ đổ lỗi là mình không biết làm cho mẹ mà cũng không lẽ nói là con của mình nó có vấn đề thì thôi lấy cái tuổi dậy thì ra để đổ, không nó không có biết trả lời. Nói con mình hư là do tuổi dậy thì là xong. Thì thật ra thì dậy thì cũng bình thường thôi mà ngày xưa mẹ cũng dậy thì, mà nhà mình nói thiệt luôn, nhà mình có nhớ ngày xưa mình dậy thì đâu có vấn đề gì đâu, đúng không cả nhà? Ngày xưa á thế hệ 7X, 6X, 8X dậy thì cũng là chỉ là một quá trình lớn lên năm nào cũng như năm đấy thôi mà. Cái tự nhiên bây giờ cả một cái xã hội ai cũng nói là cái nhóm mà dậy thì không bảo được đâu, rồi nó ngang lắm, rồi ương ngạnh, rồi thế này thế kia. Thì thật ra là do mình đổ lỗi thôi. Chứ còn khung tuổi nào nó cũng như nhau hết. Mỗi một khung tuổi thì mình sẽ hưởng thụ cái sự dễ thương và những cái gọi là luôn luôn có ưu và nhược á, thì mình đón nhận nó với tâm thái nào thôi. Cái thế còn anh không còn quan tâm tới việc dậy thì nữa, chỉ biết là cứ chăm sóc sức khỏe đi thì sẽ đón cái tuổi dậy thì này một cách tuyệt vời nhất. Xong rồi lại tiếp tục hỏi là mẹ ơi lớp con á ai cũng có bạn gái á, con không có bạn gái con có bình thường không mẹ? Nhà mình có hình dung là con sẽ có những cái trăn trở đó không à? À, và nếu như khi con hỏi mình không mắng thì con sẽ hỏi. Tại vì con cũng sẽ có những cái thắc mắc không có biết hỏi ai hết. Không biết hỏi ai hết thì sẽ hỏi mình. Nên nếu như mà mình Hoàng Anh được nhận một cái quan niệm từ trong lớp của thầy ấy cả nhà, nếu như mà mình không chủ động học tập để trưởng thành, để mà có khả năng và đủ năng lực dẫn dắt con cái của mình thì con cái của mình sẽ bị xã hội dẫn dắt. Thì đó là sự lựa chọn của mình thôi. Hoàng Anh mời chị Bùi Hạnh nè. Em chào cô Hoàng Anh ạ và em xin chào cả lớp ạ. Em tên là Hạnh ạ, em sinh năm 89 ạ. Biết ơn cô đã cho em chia sẻ ạ. Vừa nãy thì cô có chia sẻ về bài học tôn trọng thì em có ngẫm lại hiện thực của mình ạ. Cách đây một thời gian thì em với chồng em có chia sẻ về cái việc là anh ấy muốn mua một cái máy lọc nước có chứa kẽm. Thì anh có chia sẻ với em là anh có ý định như thế đó. Thì bản thân mình đã học yêu thương đã học nội tâm và học yêu thương thì em có chia sẻ với anh là anh đã có thông tin gì về điều đó rồi, anh biết gì về cái máy lọc nước đó rồi, và nó có tác dụng gì. Trước khi mua thì có chia sẻ với anh thì anh có nói là anh mua để bởi vì anh bị bệnh dạ dày thế nên là anh cần phải mua. Thế là em nghĩ là mặc dù lúc đấy mình đang học yêu thương thế nên mình rất là tôn trọng anh nhưng mà mình cũng phải nói chia sẻ quan điểm của mình là trước khi mua cái gì đó thì mình hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ và nó thực sự tốt cho mình hay không đã rồi mình hãy hãy mua. Em đứng trên quan điểm đấy để em chia sẻ. Và cuối cùng là cuộc chia sẻ đó nó đi đến câu kết thúc là anh vẫn quyết mua. Và em bảo ủa thế anh nói chuyện với em hỏi ý kiến em nó có ý nghĩa gì không khi anh đã quyết định là anh mua rồi. Thế thì nó chả có ý nghĩa gì khi anh hỏi em cả. Vậy thì lần sau anh có thể là quyết định tự mua mà. Và ngay vừa nãy khi cô nói đến chuyện tôn trọng nhá thì em phát hiện ra là hóa ra mình đã từ chối cái quyền được người khác tôn trọng
khi mà anh đã hỏi mình, nghĩa là anh đang tôn trọng mình. À, và khi cô chia sẻ bài học thì em bảo thế thì mình nên làm gì? Mình nên làm gì để thứ nhất là mình vẫn tôn trọng anh và mình vẫn nói chuyện với anh nó hài hòa hơn. Thì biết ơn cô vừa chia sẻ là khi mà người ta chia sẻ mình không nên phán xét, mình cũng không nên đứng ở ngay phía ngược lại, mặc dù mình đã nói là đi tìm hiểu thông tin, nhưng thực ra khi em đã nói với anh là anh rõ thông tin chưa thì nghĩa là em đã không đứng về phía của anh rồi. Mình đã đứng, mình cứ nghĩ mình rất là vi tế, mình là mình chỉ là làm rõ thông tin với anh thôi, nhưng hóa ra mình đang đứng ở hướng ngược lại để cản trở cái sự việc là anh muốn mua cái máy đó. Và em biết ơn cô đã chia sẻ bài học này, và qua những bài chia sẻ của cô thì em nghĩ là lần sau ta sẽ chia sẻ thông tin thôi và cho anh tự lựa chọn, và mình sẽ không cướp đi cái quyền được tôn trọng mình từ anh. Và em biết ơn bài học của cô ạ, và em biết ơn cô đã lắng nghe và biết ơn mọi người đã chia nghe em chia sẻ ạ. Em cảm ơn cô ạ. Dạ, biết ơn chị Bùi Hạnh. Hoàng Anh mời chị Mai Trần, chị Trần Mai. À, xin chào cô Hoàng Anh, xin chào các mình trong hành trình yêu thương, trong lớp yêu thương. Thì đối với em thì cũng đã vào học lớp cô thì cũng đã 2 đến 3 lần, nhưng mà thực sự mà nói thì cái sự chia sẻ thì em cũng rất chi là hạn chế. Nên là đối với hành trình yêu thương thì thực hành hành trình yêu thương thì em cũng đã vào cả này là cả thứ hai rồi. Nên là thì cái đó nó cũng rất chi là, thì đối với cái yêu thương thì từ khi mình chưa vào được học thì mình cứ nghĩ rằng là thì mình sống thì mình yêu thương chứ có gì mà mình phải học. Nhưng mà thực tế khi mình vào yêu thương thì mình thấy là đúng là mình đi sai con đường nhiều, và mình cũng chưa nắm được rõ cái tất cả các cái công thức và các cái mọi cái nguyên lý để mà mình đi đến cái yêu thương cho nó đúng. Thì khi đó mình mới cảm thấy là được tôn trọng. Thì hôm nay cô chia sẻ ở cái chỗ là yêu thương là tôn trọng thì em cũng mới nhìn ra đúng là cái sự là yêu thương. Mình cái bạn lớn của em là năm nay cũng đã 35 tuổi rồi, thì bạn cũng đã có gia đình và 2 cháu rồi, nhưng mà cái khi mà bạn mới học đến lớp 10 á thì đúng là vừa cô vừa kể cái chuyện là dậy thì ấy, thì tự nhiên là bạn quay đúng là 180 độ luôn. Mà khi từ nhỏ cho đến khi đó là bạn học ngoan, học giỏi, mà đúng là xung quanh xóm cho đến cơ quan cho đến mọi người là đều là nói là bạn là tuyệt vời luôn. Nhưng mà đến lớp 10 là bạn quay 180 độ luôn. Thì đúng là em cũng ngơ luôn. Mà khi đó là theo bạn theo bè, nhưng mà em vẫn kiên trì ở cái chỗ là vợ chồng, 2 vợ chồng là vẫn kiên trì, là vẫn theo dõi bạn này. Có những khi mà bạn đánh nhau mà nó chảy máu đầu rồi các thứ, mà 2 vợ chồng vẫn đi theo, mà trời mưa cũng mùa đông là nó rất chi là rét mướt mà vẫn cứ đi theo theo cả cái hồi đó, nó theo 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 mãi. Mà đến khi là theo nhưng mà thấy là mình phải tránh đi, theo thầy mình phải cảnh đi, đúng là một cái mình nghĩ đúng là mình bố mình mẹ và một một người cầu nữa rất chi là kiên trì ở cái chỗ đó. Xong rồi một thời một thầy rồi thì thầy các bạn mới vào một cái quán để ăn buổi đêm rồi, cho nên là khi đó là chờ ăn xong, vợ chồng này chờ ăn xong thì sau đó ra rồi về thì các bạn nó mới nói chuyện để ra là gặp. Vậy là các bạn nói là nếu như mà sau về con nó mới kể chuyện, chứ con mình khi đó thì mình cũng biết ra thầy là bảo là con về, giờ là con phải về với bố mẹ, nhưng bảo là nếu như bố mẹ mà cho con đi hết cái đêm nay thì là mai con sẽ về đi học bình thường, nếu như bố mẹ không cho con đi đêm nay thì con để bỏ học. Thì cái cống mà tìm kiếm mà đi theo dõi cho đến mức độ đó rồi nhưng mà vẫn để cho con đi. Thế là 2 vợ chồng một cầu về để cho con đi, mai sáng là thấy con về đó thì con đi học bình thường. Nhưng mình nghĩ ở khi đó thì cô là chia sẻ thì cũng biết đúng là khi đó mình tôn trọng con,
mình sẽ để cho con với một cái mong muốn của con để cho con như thế, mà khi đó là con nó đánh nhau mà toàn đầu rồi mà mình vẫn cứ để cho con tôn trọng con á, với lời hứa của con là mình phải tôn trọng con như thế. Thì sau này là bà nó cùng về mà bà nó bình thường như thế này cả, thì nhiều lúc em cũng nghĩ rằng là em cũng rất tôn trọng con ở cái chỗ là yêu thương con quá, cho nên nhiều khi mình cũng tôn trọng con. Ví dụ như mình muốn mua một cái đồ cho con, em vẫn đưa cháu đi ra cho cháu tự chọn luôn, để cho cháu là thoải mái là tự chọn cái đồ của mình. Mà có một lần như thế này thì em cũng nghĩ là em cũng là cái hiện thực, đúng là em rất tôn trọng của con ở cái chỗ là con chơi game mà chơi là nó chơi là chơi. Có một hôm thì là em đi làm về đêm khuya, đi bán hàng đêm về khuya, thì chồng mới bảo là đi gọi con về đi, con nó bảo là nó đi thâu đêm nó không về đâu, nó bảo đấy. Thì mình cũng nói vì về nó bảo thế, thế em mới nói với chồng thế này, thế là con nó mình nó cũng được rồi, nó còn biết là ở nhà có bố có mẹ có ba thì nó về nó bảo, chứ có nhiều con nhiều nhà người ta không nó không bảo nữa thì sao. Thế thì em mới rửa ráy xong em ra em chỗ cái chỗ là bàn nó chơi đó, em ngồi xuống đằng sau lưng bàn em không hề em nói một câu gì, có nghĩa là em không hề nói là con về hoặc thế này tất cả em cũng nói. Thế là bà nó thấy em thì bà nó nói là mẹ về đi, nếu như mẹ không về thì con để đi quán khác. Thì em mới nói một câu là con cứ chơi đi, khi nào con về thì mẹ về, bởi vì mẹ về mẹ cũng không ngủ được thì mẹ cũng ngồi đấy cũng được, không việc gì hết, con em nói như thế. Thế là các bạn mà chơi cùng với bà ấy đó, là bảo ơi đạp chân nhau là bảo thế này, mày về đi, mày đừng ngồi để mày mẹ mày ngồi đó, mày về nhà mà chơi. Thế là thế thì bà nói là thôi mẹ về đi, mẹ về mẹ để cửa rồi để con về, em đứng dậy em về ngay, em về ngay. Thì em về mua vừa em ra em đi rửa thì thấy bà nó về đó rồi, là bạn về nhà bạn chơi. Thì em nói đúng là khi mình tôn trọng con là con nó cảm thấy được cái sự yêu thương mình yêu thương nó. Thì giờ thì em mới gọi, có nghĩa là mới gọi tên được là mình yêu thương con, là mình phải tôn trọng những cái con nó khi đó nó, nếu như em la em hét khi đó, em làm những cái việc khi đó thì chắc chắn con nó sẽ không về, đêm đó nó sẽ không về mà sẽ làm cho mình là thêm bực bội thêm. Nhưng em làm như thế mà con về nó bình thường, nó ở nhà nó chơi, em thì thê tha là ở nhà nó chơi thâu đêm cũng được, còn mà nó không về thì mình đừng không ngủ được. Thì đó là một cái hiện thực của em cảm thấy là rất là vi diệu khi mình tôn trọng con và mình yêu thương con. Thì sau này thì bà nó cũng đi công an, bà nó mới bảo với một bà cô nữa là mẹ là chi gì, có nghĩa là thần tượng của con là bà nó nói thế. Mà có một lần bà nó đi công an được 2 năm rồi, về thì là mình bán hàng thì ra Tết thì hàng nó đóng cái, tên bà nó mới bảo là ba về bộ là đi khỏi đi 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 Tết. Thì bà nó bảo là các bạn nó đến gọi điện để đến chơi lên bảo là hôm nay đi chơi không, là bà nó bảo một câu như thế này, thôi bọn bay đi đi, tao hôm nay ở nhà phụ cho mẹ, ba với bố đi khỏi, tao ở nhà phụ với mẹ. Mà khi đó nó cảm thấy trong người mẹ nó sướng vô cùng luôn, à con mình đã trưởng thành rồi, con mình đã hiểu mình rồi, mà con mình mọi hôm nó về đến nơi là đi chơi, về đến nơi đi chơi, mặc dù bạn là đi công an rồi nhưng không bao giờ bạn á nghĩ đến cái đoạn đó. Mà hôm nay bạn đã bạn là phụ mẹ để bạn á đưa cho khách, thì bạn nó rửa bát rửa các thứ là bạn làm hết cả. Thì thấy là mình cảm thấy là một người mẹ là sung sướng khi con mình đã trưởng thành. Thì em cũng có một cái hiện thực như thế, thì em cũng cảm ơn cô đúng quá, đúng vậy, bao nhiêu là hành trình như em nghĩ rằng cái hành trình yêu thương là phải nói tuyệt vời khi em nhúng mình vào là cái hành trình yêu thương, cá này là em vào cá thứ hai hành trình yêu thương, thì em thấy là vào hành trình yêu thương nó quá tuyệt vời khi em thay đổi được con người của mình, mà mình cũng là thay đổi được nhiều cái góc nhìn của mình rất là vi diệu. Thì thay đổi được với là mẹ,
với chồng này, với con thì em thấy rất là vinh diệu. Em cảm ơn cô và cảm ơn cả nhà đã lắng nghe em. Dạ, biết ơn chị Mai. Hành trình yêu thương á cả nhà. Có những người thì chỉ cần nghe một quan niệm thôi là hiện thực đã chuyển rồi. Ví dụ như là có những người chưa đọc cuốn sách luôn á, chỉ nghe cái câu là yêu mình đủ bạn có cả thế giới thôi là đã toàn bộ hiện thực nhận thức về tập trung vào cho bản thân đó cả nhà là đã thay đổi rồi. Còn có người thì tham gia lớp học, tuy nhiên á một cách rất là cụ thể chi tiết là nghĩ gì làm gì như thế nào, nắm tay ấy cả nhà, dắt từng bước để mà hành trình quay trở về với bên trong của chính mình á, để mà kết nối được với chính mình sâu sắc, để mà làm rõ mình muốn gì, cũng như là tất cả những cái tổn thương ở trong quá khứ nó có thể tan đi được hết đó cả nhà. Thì hành trình yêu thương cô Diệu Hiền đưa ra các cái bước và các cái quy trình giúp đỡ cho chúng ta cái việc đó rất là tốt. Sáng ngày mai thì giờ MC là 7:30 đến 8:30. Hoàng Anh sẽ mời cô Diệu Hiền á lên chia sẻ với nhà mình cái hành trình yêu thương từ 8:30 đến 9:30. Thì thuận duyên á là bản thân mình hoặc mình có thể giới thiệu cho những ai cần á cái đường link để mà mình tham gia cái hành trình yêu thương tiếp theo là khóa 7 cả nhà. Dạ. Thì mình có học hết tất cả mọi tri thức của nhân loại, nó cũng không có ý nghĩa gì nếu như mà mình chưa có kết nối được với chính mình và chưa biết rõ mong muốn của mình. Tại vì mọi cái tri thức để làm cái gì cả nhà? Để phục vụ, để cho mình đạt được cái điều mình muốn thôi mà. Dạ. Thì ngày mai thông qua cái bối cảnh của chị Mai thì Hoàng Anh hôm qua có đặt hàng cô Diệu Hiền rồi. Sáng mai cô Diệu Hiền sẽ vô chia sẻ về hành trình yêu thương với nhà mình ha. Dạ, biết Cả nhà ơn. ai thuần chuyên thì vào cho hành trình yêu thương nó vi diệu lắm cả nhà. Dạ, biết ơn chị Mai. Hoàng Anh mời chị Cẩm Hằng ạ. Dạ em biết ơn cô Hoàng Anh. Dạ. Dạ em biết ơn cả nhà. Dạ cô, qua cái tam giác hiện thực của Tôn Trọng hôm nay nhận được á, thì em có nhiều cái ngộ ra cô. Thì Dạ. cái ngộ đầu tiên á là cũng xoay quanh về cái việc lúc trước tại sao mà con mình lại có thể là tôn trọng mình, và nhưng mà nó lại không có tôn trọng chồng mình, tức là con tôn trọng mẹ nhưng mà chưa có tôn trọng ba. Thì đó cũng là cái nghi vấn của chồng em và cũng là cái của em. Thì khi mà hôm nay nhận được cái tam giác hiện thực này á, thì em biết được là do khi mà mình nói chuyện với con á, thứ nhất là khi mình nói chuyện với con, mình không có xem con là người quan trọng nhất trong cái ba câu hỏi quan trọng đó. Mình không xem con là người tôn trọng như là người quan trọng nhất, thì không có nhìn thẳng vào mắt của con để nói chuyện, hay là không có thể không có đối diện với con, hay là không có tương tác cùng con tại thời điểm đó. Khi con nói thì mình làm cái việc này, mình làm cái việc kia, thì đó cũng là một cái biểu hiện của cái thiếu cái sự tôn trọng của con, và con sẽ cảm giác là người người đối diện sẽ không có yêu thương con hơn là con yêu thương, nên con sẽ không nghe lời mình. Và cái thứ hai nữa là khi khi mà con mình có một cái hành vi nào đó, cái mình chưa kịp làm, mình không có thấu hiểu là con hành vi đó để làm gì và được gì, hay là cái nguyên nhân hay là cái gì, mà mình lại dính vào cái tánh con người của mình á, cái tha tưởng của mình nghĩ là con sẽ làm cái gì đó sai, hoặc là ảnh nguy hiểm, hoặc là không phù hợp, cái mình bắt đầu mình phản ứng lên liền, phản ứng. Rồi dù sau khi phản ứng mà mình biết được cái nguyên nhân đó đó, hoặc là biết là con đang làm điều tốt đó, thì mình có xin lỗi lại, thì cái phản ứng đầu tiên của mình đối với con nó cũng đã làm cho cái nó làm cho con cảm giác được là con không được tôn trọng. Hoặc là khi mà con nói có cái nhiều nhiều cái ngôn từ là cái hiện thực của em á, là khi con rủ mẹ 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 chơi cái việc chơi chung với con, thì cái em nói là được thôi, nhưng mà phải mẹ phải làm việc này 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 xong thì mẹ sẽ chơi với con. Cái con nói sao mẹ nhiều chuyện quá vậy,
Thì khi mà mình không cái từ nhiều chuyện thì nghe nó giống như là kiểu như là nó không được hay lắm, nếu mà mình dính vào cái nghĩ cái từ đó là nó theo hiểu tiêu cực là mình sẽ sân lên liền, mình sẽ phản ứng với con liền. Thì khi cái ngôn từ mà con nói, nhưng mà thật ra là con nói mình đang có nhiều công việc quá rồi, sao mà mẹ có nhiều công việc quá như vậy, nếu mình không chậm lại, mình không suy nghĩ được á, mà mình phản ứng ngay á, thì khi đó cái biểu hiện mà cái sự con cảm nhận được cái sự tôn trọng á, nó thiếu. Cũng như gia đình mình, như khi nãy cô vừa nói, tại sao mình về mình không dám nói với ba mẹ mình đang chuẩn bị nghỉ việc, hoặc là mình chuyển cái công việc mới, hoặc là mình bán nhà gì đó, tại vì khi mình nói ra thì không có nhận được cái sự đồng tình hoặc là cái sự tin tưởng, mà lại là những cái sự lo lắng, rồi xong rồi bàn ra rồi kéo, giống như mình đang có một cái suy nghĩ đắn đo lắm rồi mới ra được một cái quyết định, cái hướng đi mới, và cảm thấy nó đang tươi đẹp, tự nhiên có người đang giống như níu chân mình lại hay tạt cho mình một gáo nước lạnh, cái mình làm cho bản thân mình cái nó xìu xuống năng lượng luôn, nên mình không muốn nói với họ. Thì cái đó là cái vi tế của việc là mình cảm giác không được tôn trọng. Thì đó là những cái bài học cũng như cái ngộ, và cũng như cái em nhận ra được đó, những cái hành xử đầu tiên, và nó mình cứ nghĩ nó là bình thường, nhưng thật ra nó vi tế là nó quyết định luôn cả cái việc mà mình với người thân yêu của mình như thế nào luôn, cái mối quan hệ nó ra sao luôn. Thì đó là cái bài học của em hôm nay. Em biết ơn cô Hoàng Anh và cả nhà đã lắng nghe ạ. Biết ơn chia sẻ của Cẩm Hằng. Ở trong một gia đình đó cả nhà, nếu như vợ mà tôn trọng chồng mà các con lại yêu mẹ thì các con sẽ hiển nhiên là tôn trọng bố. Tại thông thường người mẹ sẽ ở nhà và chăm lo cho con cái và tạo nhiều giá trị, đúng không cả nhà? Nhưng nếu như mà vợ không tôn trọng chồng mà con cái nó thấy được điều đó mà lại yêu thương mẹ thì sẽ đứng về phía mẹ và sẽ không tôn trọng bố. Thì đây là một cái câu chuyện Hoàng Anh đọc lâu lắm rồi. Nhưng đại loại cái ý là khi cậu con trai có cái lời nói không phù hợp với vợ với mẹ thì ông bố mới mới thể hiện một cái thái độ rất là nghiêm túc theo kiểu đây là người phụ nữ, đây là người phụ nữ của bố, và các con có trách nhiệm phải 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 tôn trọng và yêu thương á, thì khi mà người 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 bố mà hết lòng yêu thương và tôn trọng mẹ, tôn trọng vợ thì các con tự nhiên cũng cũng tôn trọng mẹ, mặc dù trong gia đình là người bố là người tạo lập giá trị nhiều chẳng hạn. Và nhà mình hình dung ha, nếu mình là một người rất tôn trọng bản thân thì người khác tự khắc cũng sẽ rất tôn trọng mình. Ở đây ha, tôn trọng là quan tâm, là chấp nhận, là thấu hiểu, tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy của bản thân. Thì nếu như mình là một người rất là nghiêm túc trong cái việc thân giáo, trong cái việc chăm lo sức khỏe, trong cái vấn đề ăn uống, thì khi người ta tới nhà mình, tới nhà người ta mời mình ăn á, theo như cả nhà là người ta có chú ý trong cái việc thực phẩm là lành mạnh healthy không cả nhà? Bản thân Hoàng Anh cũng là người để ý về sức khỏe, thì khi Hoàng Anh đi chơi á, các mọi người đang định uống trà sữa hay là những thức uống mà nước ngọt á, cái mọi người quay qua nhìn Hồng Anh xong cái nói thôi chị không uống cái này đâu, chị uống nước ép đúng không? Kêu đúng rồi, cho chị một ly nước ép cam. Tức là người ta biết là mình cái nhu cầu và mong muốn của mình nó rất là rõ luôn, nên tự khắc là người ta sẽ không đưa cho mình những cái không phù hợp. Hoặc là mình có một cái cuộc sống đủ đầy, mình biết rõ cái nhu cầu của mình về tài sắc danh thực thùy, thì mình chăm sóc cái đời sống về về tiện nghi, mặc dù mình không hề giàu ở cả nhà, không có tiền dư và cũng không phải giàu, nhưng khi người ta tặng cho mình một món quà, nhà mình có đồng ý với Hoàng Anh là người ta sẽ cân nhắc hơn không, là người ta lấy đại một cái gì đó thừa trong nhà ra để đưa cho mình, bởi vì mình quá đủ đầy mà
Mình thỏa mãn và đáp ứng những cái nhu cầu cho bản thân của mình, và mình rất là nghiêm túc và thanh giáo trong cái việc lối sống lành mạnh, thì tự nhiên người khác sẽ không tùy tiện đưa bất cứ cái gì cho mình mà không có cân nhắc. Nhà mình hiểu được cái cảm giác được cái chỗ này không ạ? À? Vậy thì khi mình ở với một người chồng mà anh ấy rất là quan tâm đến cái việc mà bảo dưỡng sức khỏe này, lối sống này, ăn ngủ phù hợp này, thức ăn lành mạnh này, rất là tôn trọng gia đình hai bên, theo như cả nhà mình vào cái nhà như vậy, mình ở bên cạnh những người như vậy, mình có dám tào lao với đao không ạ? À? Dạ không dám, thật sự là không dám. Hồi bé Hoàng Anh đi ra nhà chị gái Hoàng Anh chơi, là hồi đó chị gái Hoàng Anh đang ở với nhà chồng, thì khi mà vô cái nhà của người ta, cả nhà nó sạch á, tức là từ ngoài cổng cho đến trong ngõ là không có một ai để đồ linh tinh và vứt rác. Thì anh còn nhớ anh ăn trái ổi, thì đang nằm trên giường ăn trái ổi, thì nhà mình biết ăn trái ổi nó sẽ có cái phần cái mắt ổi ở cuối cùng là mình không có ăn vô bụng được, thì Hoàng Anh mới 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 bỏ lên trên cái bệ cửa cả nhà. Anh nghĩ trong bụng là tí nữa rồi mình sẽ đem đem bỏ rác. Sau đó anh lại nghĩ tiếp là lỡ may mà mình quên á thì người ta sẽ phát hiện ra là mình bỏ, tại vì cả cái nhà này không có một ai để rác linh tinh hết, nên nó xuất hiện rác là chỉ có mình thôi. Thế là anh đứng dậy anh đi bỏ rác xong rồi chạy lại chơi tiếp, chứ cũng không gọi là sợ bị quên. Tức là một cái người mà họ chăm sóc cái nhà của họ kỹ như vậy, thì khi mình bước tới nhà của họ mình cũng không dám tùy tiện để bỏ lung tung với cả nhà. Nên á, là khi mà mình tôn trọng bản thân của mình á, thì những người khác cũng không dám tùy tiện đối đãi với mình. Còn nếu như á, mình rất tôn trọng một ai đó mà người đó lại quý mến mình á, thì hiển nhiên họ sẽ tôn trọng người đó. Và ở trong gia đình Quýt đó cả nhà, ở trong gia đình Quýt đó, thì Hoàng Anh cùng với các thầy cô á, được thầy chuyển giao một quan niệm là mình yêu thương một ai đó thì khi người đó yêu thương ai đó thì mình sẽ chứa đựng người đó giống y chang như là mình. Thì Hoàng Anh quay về nhà, Hoàng Anh mới chuyển giao cái quan niệm này cho các con là mẹ yêu thương các con, nên chỉ cần các con yêu thương và chứa đựng bất kỳ người nào là mẹ sẽ chứa đựng, không cần hỏi. Tại vì sướng khổ là ai chịu cả nhà, sướng khổ là con mình chịu. Vậy thì anh chị em trong nhà cũng vậy, dâu rể cũng vậy, có phải là nếu mình yêu thương em mình thì mình sẽ yêu thương em dâu đúng không cả nhà? Nếu mình yêu thương em gái mình thì mình sẽ yêu thương em rể, là bởi vì không phải mình yêu thương em rể, mà đó là cách đơn giản nhất để mình yêu thương em gái. Tại vì khi mình đối đãi với em rể phù hợp thì em rể sẽ đối đãi tử tế với em gái của mình. Thì Hoan cứ nhắc đi nhắc lại cái việc này, hoặc là mình yêu thương ai đó là mình muốn cho người đó hạnh phúc. Hoan cũng cứ nhắc đi nhắc lại thì hôm đó là con gái Hoàng Anh mới nói nhỏ với mẹ là con nói nhỏ với mẹ hai bí mật này. Hồi nãy con cầu nguyện á, là con cầu nguyện hai điều. Điều thứ nhất là con cầu nguyện cho mẹ hạnh phúc. Điều thứ hai là bí mật của con không có nói cho mẹ nghe đâu. Thì khi mà anh có những người bạn về nhà chơi, hay là anh kết thân với bất cứ ai á, mà chỉ cần là anh xác nhận là đó là bạn của mẹ, và mẹ rất là hạnh phúc khi mà chơi với bạn của mẹ, thì con gái Hoàng Anh sẽ đón nhận cái mối quan hệ đó một cách tự nhiên luôn. Còn con trai á thì làm sao mà chứa được, sao mà chứa được, chứa gì nổi mà chứa. Tại vì Hoàng Anh nói là mẹ yêu thương ai á, mà con yêu thương mẹ thì con sẽ chứa được người đó. Thì con trai Hoàng Anh nói là không có chứa nổi. Thì Hoàng Anh mới nói vậy thì yêu thương là tôn trọng. Đó là sự chọn lựa của mẹ, và nếu con yêu thương mẹ thì con tôn trọng cái quyết định này của mẹ. Thì vì vậy nên khi Hoàng Anh ra bất cứ cái quyết định gì trong cái mối quan hệ của Hoàng Anh là các con đều đồng thuận hết cả nhà. Và Hoàng Anh chuẩn bị cái điều này cho các con Hoàng Anh 5 năm nay. Tức là anh cứ nhắc đi nhắc lại, và anh vẽ ra một cái bức tranh là một ngày nào đó nếu như có những cái thay đổi trong gia đình của mình,
thì anh chuẩn bị tâm thái cho các con đón nhận nó là như thế nào. À, mặc dù nó cũng chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mà anh đã chuẩn bị suốt 5 năm nay cả nhà. Thì tương tự như vậy là anh có một người bạn khác là chồng mất đó cả nhà. Thì bao nhiêu tình yêu thương đều dành cho con trai suốt 7 năm. Thì đến khi mà người phụ nữ đã mở lòng ra yêu thương một người đàn ông khác thì tới giờ loay hoay mãi vẫn chưa giải quyết được cái mối quan hệ ba người. Khi mà con trai không có sự chuẩn bị ấy cả nhà, không có sự chuẩn bị để mà đón nhận một cái thành viên mới trong gia đình, thì những cái quan niệm này là cả nhà, nó không phải là ngày một ngày hai, mà thứ nhất đó là bản thân của mình đó, phải thật sự làm được điều này cho con của mình, và sau đó mình nhắc đi nhắc lại cái quan niệm này thì mọi cái vấn đề sắp xếp trong gia đình đó, nó đều trở nên rất là đơn giản khi mà mọi người hiểu được là yêu thương là tôn trọng là như thế nào, yêu thương là mong muốn những điều tốt đẹp cho người mình yêu thương là như thế nào. Thì trong tương lai ấy, cái sự đồng thuận của mọi cái quyết định ấy, nó đều rất là đơn giản luôn. Và Hoàng Anh quan sát là có những người bạn của Hoàng Anh á, họ đã chuẩn bị cái điều này từ rất là sớm á cả nhà. Thì đến khi mà sự việc nó xảy ra thì mọi việc nó diễn ra rất là đơn giản. Ví dụ như cái người anh nó cũng ở trong cái lớp yêu thương, anh chia sẻ cái hiện thực là như thế này. À, anh thì anh ly hôn đã 7 năm rồi cả nhà. Anh không có quen bất anh chưa có quen người phụ nữ nào để gọi là cưới làm vợ hết á. Nhưng mà khi mà anh nói chuyện với con gái á, thì anh nói là trong tương lai thì khi bà ba gặp một người phù hợp thì ba sẽ kết hôn. Con gái nhảy dựng lên, không được không được, ta 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 này kia, con gái nói quá trời luôn. Cái anh mới dùng đạo lý anh nhỏ nhẹ anh phân tích cho con gái là như thế này như thế này như thế này như thế này. Cái sau khi nghe ba nói á, thì con gái mới xui xui nói là ờ vậy thì ba lấy vợ đi, vậy thì ba lấy vợ đi. Thì quay qua quay lại tới 5 năm sau anh mới lấy vợ cả nhà. Tuy nhiên khi mà anh giới thiệu với con gái về cái người phụ nữ mà anh sẽ lấy làm vợ thì con gái đón nhận thôi, đâu có phản ứng, đâu có vấn đề gì để giải quyết ở đây. Nên nó là về mặt cái chiều sâu, khi mà cách tất cả các thành viên trong gia đình đều thấu hiểu được là yêu thương là chia sẻ, yêu thương là tôn trọng, yêu thương là liêm chính, yêu thương là bao dung, thì gần như tất cả mọi quyết định lớn nhỏ trong gia đình là xây dựng cho nhau và để đến một cái sự đồng thuận á, nó cực kỳ đơn giản, cực kỳ đơn giản. Nhưng mà mình cần có sự chuẩn bị, mình cần có sự chuẩn bị. Nhà mình có ai biết được là có những người đàn ông hoặc có những người phụ nữ không may là bị chồng mất hoặc là vợ mất hoặc là chia tay xong rồi kết hôn với người mới thì giải quyết với cái gọi là gia đình cũ nè, rồi các con, thật sự nó là một cái mặt trận luôn cả nhà. Cái đó nó là do thiếu sự chuẩn bị thôi. Chứ còn khi mà mình đã rõ khái niệm nguồn về yêu thương và trong gia đình mình đã tất cả các thành viên đều đều đồng ngôn trong ngôn ngữ về yêu thương á, thì mọi cái quyết định mình chuẩn bị cho tương lai nó trở nên rất là vui vẻ, rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Và tất cả những thành viên trong gia đình sẽ tin tưởng vào cái sự lựa chọn và quyết định của mình. Và hồi nãy Hoàng Anh thấy có một cái câu hỏi cực kỳ thú vị ở khung chat. À, là chị Ngô Thúy hỏi cái câu này. À, chị Ngô Thúy copy lại ở phần cuối Hoàng Anh nhìn cho nó nhanh được không cả nhà? Chị Ngô Thúy hỏi cái câu là như thế này này. Làm sao để mà đối tác biết được những cái mong muốn của mình khi mà mình không nói ra, tại vì những cái mong muốn đó nó rất là vi tế. Nhà mình có biết có nhiều cái mong muốn của mình mà nói ra mình cũng bị mắc cỡ không cả nhà? Nó rất là vi tế. Thì mới ngày hôm qua là buổi trưa Hoàng Anh có nói chuyện với cô Diệu Hiền. Thì để mà mình đạt được những cái điều mình muốn á, thì quay lại cái chỗ này, quay lại cái chỗ nhà mình nhớ cái trạng thái của sự đủ đầy không?
trạng thái của sự đủ đầy, thì vật chất hóa của sự đủ đầy là thu hút mọi điều như ý. Và rất là nhiều cái hiện thực ở trong lớp yêu thương trước á, là mấy chị phụ nữ nói là như thế này: trước đây muốn nhiều lắm mà không được gì hết trơn, cái đến khi mà ăn học rồi á, ghi nhận và trân trọng biết ơn chồng á, thì không còn muốn nữa, thì tự nhiên á, là đều đạt được hết. Ngày xưa muốn chồng về nhà sớm thì chồng không về, có khóc chồng cũng không về, có cằn nhằn chồng cũng không về, có cãi luôn cãi nhau chồng cũng không có về, nhưng mà bây giờ tự động thấy chồng chạy về. Thì nếu như á, cái trạng thái của mình á, mà đang âm á, là mong cầu và mong muốn mọi việc được người khác làm theo ý mình á, thì kết quả nó là bất như ý. Còn nếu như mình đã ghi nhận và trân trọng biết ơn, làm lớn những điều tốt đẹp của đối tác và hài lòng những gì mình có, thì nó ra quả là như ý chứ, đúng không ạ? Vậy thì cái hiện thực cái người chị đã chia sẻ cho Hoàng Anh là như thế này: Hoàng Anh ơi, nó lạ lắm luôn á, nó là như thế này này, khi mà chị với chồng của chị á, anh có những cái điều mà chị coi phim á, xong rồi chị đọc truyện tiểu thuyết, hoặc là chị huân tập từ những cặp đôi hạnh phúc khác á, chị mong muốn là anh sẽ làm với chị. Nhưng mà chị cảm thấy rất hài lòng về mối quan hệ này, chị cảm thấy rất hài lòng về cái người đàn ông này, chị cảm thấy là anh đã tốt lắm rồi, chị không có muốn tốt hơn thì tốt, nhưng mà thật sự chị rất là hài lòng rồi, chị không có mong cầu anh thay đổi gì hết. Mà anh biết chuyện gì xảy ra không? Những cái mong muốn đó nó chỉ nằm trong tâm trí của chị thôi, nhưng mà quay lại chị thấy anh thực hiện hết trơn. Cái mối quan hệ giữa hai người có sự kết nối về mặt năng lượng không cả nhà? Thì đó là cái hiện thực mà cái người chị đã chia sẻ với Hoàng Anh. Và chị nói là như vậy nè: ok, mình cần phải nói cho đối tác biết mình điều mình muốn, nhưng mà nhiều cái mình muốn nó cũng lãng lắm. Ví dụ như là cái nghề của anh á, là cái nghề chăm sóc sức khỏe, nên anh tiếp xúc với rất là nhiều người, và chị thì cảm thấy ghen. Chị cảm thấy ghen đó cả nhà. Nếu như trước đây á, là chị sẽ phản ứng và nói ra với cái gọi là cái trạng thái nội tâm đó là âm, nó là sân si nè, nó là oán trách nè, nó là tức giận nè, nó là yêu cầu, nó là đòi hỏi anh không được làm cái này cái kia cái kia cái kia cái nọ. Thì chị quan sát, chị lắng nghe nội tâm của chị á, chị thấy là như thế này nè: chị nói ra điều mình muốn với cái trạng thái nội tâm mà âm á, thì chỉ mâu thuẫn thôi. Hai vợ chồng sẽ căng thẳng với nhau nè, hoặc là mâu thuẫn với nhau nè, hoặc là cãi nhau nè, hoặc là chị thấy nó cũng không tốt hơn, mà cái không khí, cái năng lượng của hai người nó càng ngày nó càng nặng nề hơn. Cái chị mới rút kinh nghiệm sau khi chị nhận cái công thức này nè: thật sự cái điều đó là chị không muốn, mà chị cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thì chị xử lý nội tâm của chị. Chị tự xử lý nội tâm của chị, là mình chỉ có được những cái điều mình xứng đáng có thôi. Và tất cả những cái hiện thực gì mà mình đang nhìn thấy á, nó chỉ là phản ánh cái hình ảnh tâm trí, cái trạng thái nội tâm của mình thôi. Nên chị chấp nhận nó là như vậy, và chị không đòi hỏi nữa. Nhưng mà chị về nhà chị nói chuyện với anh với cái vai trò là cần sự giúp đỡ. Tức là chị, ngày xưa thì chị sẽ nói là anh sai, anh không được làm cái này, không được làm cái kia, anh phải làm như thế này, thế này, thế này, thế này này. Bữa nay chị không có nói như vậy nữa, mà chị nói: anh ơi, em biết là anh chỉ là công việc thôi và không có vấn đề gì hết, nhưng mà cái quan niệm của em nó là như vậy nè, cái hình ảnh tâm trí của em nó là như vậy nè, quan niệm của em về đàn ông mà đã có vợ và người yêu á, thì cần có cái khoảng cách khác giới là như thế này nè, mà bây giờ em nhìn thấy như vậy á, em bị vướng mắc mà em không gỡ được, mà em cũng không biết làm sao hết. Nhưng mà em định là không nói cho anh nghe, nhưng mà nếu em không nói thì cái cảm xúc này á, nó cứ ở trong á cả nhà, nó không được giải quyết, nó không giải quyết thì em cũng không biết làm sao hết. Thì chị nói là chị ngạc nhiên luôn, trước đây mà cũng một cái chủ đề như vậy á, mà nói ra là hai vợ chồng sẽ cãi nhau, và anh sẽ nói là chị không tin anh. Nhưng mà sau khi chị đổi cái cách nói á, thì
Anh nói là nếu em không thích thì thôi, thì anh không làm nữa chứ có gì đâu. Tại sao em không nói thẳng như vậy? Nhầm nhầm mình hình dung không? Cái này là anh đang trả lời cái câu hỏi cho chị Thúy nè. Thứ nhất là làm sao để cho đối tác biết điều mình muốn mà mình ngại nói ra. Thì cái này là một cái hiện thực Hoàng Anh nghe được nhiều nhiều anh chị học viên khác chia sẻ cả nhà. Thì Hoàng Anh chuyển giao lại cho cả nhà này luôn. Đó là nhận thức được rất là rõ khi mà không mong muốn thay đổi và hài lòng tất cả những gì đối tác mang lại cho mình á, thì bằng một cách nào đó không hiểu được là người đối tác á, tiếp tục tự nhiên họ hiểu và họ làm được đúng cái điều mình mong muốn mặc dù mình chưa nói ra luôn. Với cả nhà mình có đồng ý với anh cái nội tâm của con người á, khi mà người ta được lắng nghe, được thỏa mãn và đáp ứng những cái nhu cầu mong muốn của bản thân á, thì có phải người ta muốn lại quả không cả nhà? Khi người ta đã được rồi thì có phải là người ta muốn đem đem đến cái điều đó cho đối tác của mình đúng không ạ? Còn thông thường là con người sẽ bị cái tâm lý trả đũa là mình không đạt được điều mình muốn nên nên mình cũng không cho người ta đạt được điều mình muốn luôn. Rõ nhất là mình nhìn thấy là như thế này. Người người đàn ông đó hết lòng yêu thương và chứa đựng gia đình bên vợ. Được chưa? Bằng một cách nào đó, người vợ sẽ cảm thấy rất đơn giản để đối đãi tốt với gia đình bên chồng. Nhưng mà không, người chồng không có coi gia đình bên vợ ra gì hết thì người phụ nữ đó sẽ bị cái tâm lý là tại sao tôi phải tốt với gia đình anh khi mà anh có coi gia đình tôi ra gì thôi. Có phải đó là hai cái khi mà mình được thỏa mãn đáp ứng nhu cầu thì mình sẽ có khuynh hướng một cách rất tự nhiên là thỏa mãn và đáp ứng cái nhu cầu và mong muốn cho đối tác, và ngược lại một cách rất tự nhiên là cái tánh gọi là nó giống như là mình không được thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu thì mình ấm ức. Ấm ức thì muốn gì cả nhà? Muốn trừng phạt đối tác là em không đạt được điều em muốn thì anh cũng không được đâu. Và có một người chị ở trong mentor 1 á, chị chia sẻ như thế này. Chị nói với chồng của chị á là anh hiện diện trong cuộc đời của em á là em biết ơn lắm rồi. Em không cần anh phải thay đổi hay phải làm gì cho em hết á. Tại vì tất cả mọi nhu cầu của em á là anh đều ủng hộ và anh đều cho em được làm điều em muốn. Nên anh cứ làm cái điều anh muốn đi. Và cả hai vợ chồng là đều cho nhau cái cơ hội là được là chính mình và được thỏa mãn và đáp ứng những cái nhu cầu của mình. Thì kết quả là như thế nào cả nhà? Chị đi thi Iron Man, chồng chị không muốn một tí nào luôn. Nhưng mà không bao giờ dám nói là em không được đi thi Iron Man, mà chỉ có đi theo quan sát cái thấy cái xe đạp này không phù hợp thì mua cái xe đạp phù hợp hơn cho chị. Tại vì chị nhỏ lắm, chị cao có 1,5 m à, mà anh thấy là cái xe đạp này hơi quá khổ so với chị, anh lặng lặng mua cho chị cái xe khác tốt hơn. Rồi anh không muốn chị đi tại vì anh nghĩ là chị sẽ cực và vất vả, nhưng bây giờ chị cứ đi. Thế là anh đi theo, anh mang theo nước rồi đồ ăn để mà chăm sóc chị, rồi nhân tiện chăm sóc luôn bạn bè của chị. Thì hai hai vợ chồng cứ đối đãi với nhau theo cái cách như vậy là không muốn, nhưng mà nếu đối tác làm thì vẫn phải tôn trọng. Im lặng ở nhà hoặc đi theo ủng hộ chứ đâu có cách nào khác đâu. Tại người ta đã cho mình cái quyền đó mà, thì mình đâu có tước đi cái quyền đó của người ta. Vậy thì trước khi mà mình nghĩ là tôn trọng là đối tác phải lắng nghe và thỏa mãn và đáp ứng những cái nhu cầu của mình á, thì mình cần phải kiểm tra lại là mình đã gieo nhân chưa. Tức là mình đã lắng nghe và tôn trọng và quan tâm, chấp nhận, thấu hiểu và thỏa mãn đáp ứng những cái nhu cầu cho đối tác chưa. Và khi một người vợ mà tạo lập giá trị rất nhiều cho người chồng á, thì một cách rất là tự nhiên là người chồng rất là yêu quý gia đình vợ.
Và khi một người chồng á mà tạo giá trị rất nhiều cho vợ á, thì một cách tự nhiên là vợ sẽ yêu quý gia đình chồng. Tại vì á chồng của mình không ghét được, vợ của mình không ghét được, nhưng bắt đầu mình lại đi tìm chỗ điều đổ lỗi là tại tại cái gia đình đó nó mới ra vợ mình như vậy á, tại cái gia đình đó nó mới ra chồng mình như vậy á. Cái rảnh không ghét chồng, không ghét vợ, nhưng mà ghét bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, hoặc là ghét ghét anh em bên 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 gia đình chồng hoặc gia đình vợ. Hằng Anh trả lời cái câu hỏi này cho chị Thúy, nó hơi, chị Thúy cảm thấy là chị đã nhận được cái câu trả lời cho chị Thúy. Hoặc bản thân nhà mình đã hình dung là làm sao để mà luôn luôn đạt được điều mình muốn đó mà. Cái trọng điểm ở đây á, là cần mình cần phải lắng nghe là cái trạng thái nội tâm của mình á, đủ đầy, hiện thực của đủ đầy là thu hút mọi điều mong muốn. Hấp dẫn không cả nhà? Và rất là nhiều những anh chị học viên ở trong cộng đồng của mình đã có cái hiện thực này. Nên Hoàng Anh đặt ý là hôm nay lớp của mình cũng sẽ nhận được cái hiện thực này. Nhà mình ai cảm thụ là mình đã rất là thấu suốt về cái ứng dụng, cái yêu thương là tôn trọng à? Khi mà mình có càng nhiều khái niệm nguồn có lợi thì rất là đơn giản để mình đưa cái trạng thái nội tâm của mình về cân bằng. Sau đó mình khởi cái mong muốn của mình lên là cân bằng hướng dương và mình sẽ được hưởng cái quả là quả như ý. Tết năm vừa rồi Hoàng Anh cảm động nó luôn đó cả nhà. Tại vì không biết vì sao á là sao lâu lâu Hoàng Anh cũng bị hơi hậu đậu á. Thì trước đây á là Hoàng Anh đi chơi với con, Hoàng Anh hay bị con cằn nhằn lắm. Các con nó rất là hay cằn nhằn mẹ. Nhiều khi Hoàng Anh không biết ai là mẹ, ai là con, mà ai là ba, ai là mẹ luôn á. Tức là mình toàn là bị nhắc nhở không à. Tức là Hoàng Anh cứ thường xuyên bị nhắc nhở là sao mẹ chậm quá vậy? À sao mẹ... Ví dụ như Hoàng Anh đi với con Hoàng Anh, xong các anh vừa mở miệng ra nói là chị ơi, mật mã wifi ở đây là gì? Cái con Hoàng Anh quắt mắt nhìn Hoàng Anh, chỉ lên trên bàn. Tại sao mẹ không quan sát? Người ta để ở trên bàn như thế này mà mẹ còn phải hỏi. Thì tới Tết năm vừa rồi Hoàng Anh đi chơi với con Hoàng Anh phát hiện ra là mình không còn bị con mình nhắc nhở. Mà mỗi lần Hoàng Anh bị quên cái gì á, thì con Hoàng Anh cười là ôi là trời, mẹ ơi là mẹ. Thì tự nhiên Hoàng Anh cảm thấy là ồ, gần đây khi mình bắt đầu không còn áp đặt con mình là phải thế này, phải thế kia, phải như thế nọ nữa, thì tự nhiên á, khi mà mình làm gì gọi là trái con mắt á, thì con của mình không còn khó chịu nữa. Không còn khó chịu nữa. Mà nhà mình có hiểu được cái cảm giác của anh lúc đó không? Tức là anh cảm nhận là khi một ai đó yêu thương mình á, thì những cái sai lầm của mình họ không thấy khó chịu nữa, mà họ cảm thấy đáng yêu. Và họ muốn giúp đỡ. Khi một ai đó yêu thương mình mà bao dung cho mình á, thì những cái gọi là trái con mắt hoặc là đối với họ đó là sai sót á, họ không còn cảm thấy khó chịu nữa, mà họ cảm thấy là đáng yêu. Thì trước đây á, là anh sẽ bị mắng là tại sao mẹ như thế này, mẹ thế kia, tại sao mẹ chậm quá thế này, thì con anh sẽ cười và nói là ôi là trời, mẹ ơi là mẹ, xong là con anh sẽ đi giải quyết hậu quả cho anh. Nên nếu ai đó mà thấy là con mình khi bắt đầu lớn lên là bắt đầu phán xét, chỉ trích và hay cằn nhằn bố mẹ, thì mình để ý lại đi. Có phải là mình đã áp đặt con mình rất là nhiều và yêu cầu con mình làm mọi cái theo như mình mong muốn, thì cái đó là cái quả bây giờ nó quay lại thôi. Chứ không phải là con mình hư hay là có vấn đề. Rất là biết ơn bối cảnh ngày hôm nay Hoàng Anh được chia sẻ với cả nhà.
À, khái niệm nguồn là yêu thương, là tôn trọng. Nhà mình thấy vật chất hóa yêu thương bắt đầu đơn giản hơn nữa chưa cả nhà? Mỗi lần á mà mình nghe ai đó nói là em làm như vậy là không tôn trọng anh, mình hỏi luôn, anh có thể cho em biết chính xác là những cái gì liệt kê ra là anh sẽ cảm thấy là anh không được tôn trọng không? Tại thông thường tôn trọng nó nhiều lắm. Mình biết trước những cái không tôn trọng, mình né ra thì nó sẽ đơn giản hơn. Ví dụ như có những người ha, nói vợ hay chồng là nó, họ thấy rất bình thường. Văn hóa địa phương và gia đình, khi người chồng gọi vợ của mình là nó, thì họ thấy bình thường. Nhưng có những người phụ nữ mà chồng gọi mình là nó là không tôn trọng, không chấp nhận được. Thì mình phải biết những cái điều này ở đối tác của mình. Có những người khi mình tới nhà họ chơi, mình bước vào cái phòng ngủ của họ, họ thấy bình thường. Nhưng có những người đó là điều cấm kỵ. Mình tới họ, nhà họ mà mình sàng sàng sàng, mình vô phòng ngủ của họ, mình ngồi lên giường, thì trong tương lai mình sẽ không còn cơ hội để tới nhà người ta nữa đâu, tại người ta không có ưa. Rồi có những gia đình á, là họ có những cái ghế, chỉ có họ ngồi thôi, ghế của chủ nhà, người khác không được ngồi. Nhưng mình vô mình không biết, mình lại nhảy lên cái ghế của họ ngồi, là ngay lập tức người ta đã không thích rồi. Thì cái đó gọi là không được tôn trọng, không tôn trọng chủ nhà. Thì khi mà anh được học cái bài học này ấy, cả nhà, cái anh tới nhà ai, anh được 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 hướng dẫn, cái tới nhà ai chơi thường thường anh sẽ không chủ động ngồi, mà khi người ta mời mình ngồi, người ta chỉ cái ghế nào thì mình ngồi cái đó, chứ mình không không tự động ngồi ghế trong nhà người ta. Bởi vì lỡ may cái ghế đó là cái ghế họ muốn ngồi mà mình ngồi rồi á, họ đuổi mình ra không được, nhưng mà họ rất là khó chịu trong cái cuộc giao tiếp đó. Ừ, cái này là hồi đó chị hai Hoàng Anh được được một người lớn hướng dẫn, sau đó chị hai hướng dẫn lại. À, buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây ha cả nhà. Ngày mai thì như Hoàng Anh chia sẻ là Hoàng Anh sẽ mời cô Diệu Hiền vô để quảng bá và giới thiệu về hành trình yêu thương, để thuận duyên thì gia đình mình hoặc là mình có thể gửi cho những người mà mình cảm thấy cần đó, tham gia hành trình yêu thương K7, là K6 kết thúc là tới K7 luôn đó cả nhà. Với anh thấy có nhiều câu hỏi là hỏi là lớp tài chính chừng nào có, thì anh sẽ làm việc với ban tổ chức, nhưng mà anh dự đoán là khoảng đầu tháng 5. Đầu tháng 5 là lớp tài chính đó cả nhà. Chắc là anh sẽ coi cái lịch, nhưng mà chắc từ ngày mùng 1 cho đến ngày 12 tháng 5 là lớp tài chính buổi sáng. Dạ. Hoàng Anh mời chị Quỳnh Lê ạ. Dạ, mời Quỳnh Lê. Dạ, cảm ơn cô đã cho em phát biểu. Em có một cái chút hiện thực thôi muốn chia sẻ với mọi người, là mới vừa xảy ra sau khi mà đầu giờ em có chia sẻ. Thì là mấy hôm trước cô cũng có nói là yêu thương là nhân của tính tài á. Thì bữa giờ thì em cũng mình cũng rõ về cái mong muốn của mình là thu hút thêm về tài chính. Thì em vừa mới em cũng học cái lớp thấu hiểu tài chính của cô mà cũng qua ghi âm thôi, và cũng cũng là chưa có dụng tâm học hết đó, mà cũng mới chỉ là dùng những cái file để mà mình kiểm tra lại cái tài sản của mình và lên những cái kế hoạch của mình á. Thì em chỉ mới sơ sơ vậy thôi cô, thì tự nhiên có một cái số tiền nó tới với em chưa có làm gì luôn á, tự nhiên cái nó tới là cái khoản tiền đó là 25 triệu. Rồi còn hôm nay là hồi đầu giờ vừa chia sẻ với mọi người về những cái hiện thực về yêu thương thôi, cái vừa xong các em nghe tinh tinh là một cái tài khoản mà không biết của ai luôn lại chuyển khoản cho em thêm 1 triệu. Đúng. Thì em thấy nó vi diệu quá, là đúng nghĩa là khi mình yêu thương mình và mình tôn trọng mình á, thì giống như ở cái gốc cái vật chất của cô nói là mình quan tâm, mình chấp nhận và mình thấu hiểu những cái tham tưởng là của người và của bản thân á, thì cũng có những cái hôm em cũng phải thực sự là liêm chính với nội tâm là mình thực sự có tham tưởng gì về tài sắc danh thực thùy.
thì em thấy là mình rất là yêu tiền, mình rất là thích tiền và mình muốn có cái số tiền như vậy như vậy. Thì từ cái hôm đó tới giờ là tiền như vậy nó cứ tới với em như vậy đó cô. Thì vừa nãy nó cũng lại tới nữa mà em rất là ngạc nhiên luôn. Thì cái đó là cái hiện thực số 1. Còn cái nữa đó là về yêu thương, là nãy giờ mọi người cũng chia sẻ về mối quan hệ giữa trong gia đình á, thì em hồi đó giờ thì mối quan hệ giữa em và mẹ em từ nhỏ cũng không có được tốt. Mặc dù em luôn cảm nhận được mẹ rất là thương mình, nhưng là mẹ cũng thương theo cái kiểu là áp đặt đó. Rồi tự nhiên mình luôn luôn cảm thấy sao mình thương mẹ, nhưng mỗi lần nhìn mẹ là mình sân. Mình có cái sự oán trách, kiểu nó rất là mâu thuẫn trong lòng mình. Thì cho tới mãi mãi một vài năm trở lại đây, không biết phước báo làm sao á, cái tự nhiên có ngày mẹ em nhắn tin cho em là giờ mẹ không có mong cầu gì ở con hết á, con sao cũng được, sống sao con vui là được rồi, con không cần sống theo như ý của mẹ đâu. Thì tự nhiên cái lúc đó em cảm thấy xúc động lắm cô. Rồi sau này hồi học những cái lớp yêu thương của cô thì em mới lại em ngồi em nghiệm ra là ngôn ngữ yêu thương của mẹ là chăm sóc thông qua việc nấu nướng, ăn uống. Thì mẹ em thì ở bên Mỹ, mẹ hay gửi về những cái đồ ăn thức uống dinh dưỡng vậy đó. Thì hồi đó mình nghĩ là ừ chắc mẹ làm vì trách nhiệm là mẹ thôi chứ không gì, nhưng mà sau này em hiểu à cái đó là cách mẹ nói mẹ thương mình á. À, nên là hôm bữa một cách rất là tự nhiên em chưa bao giờ em nói thì em nhắn với mẹ là mẹ rất là tuyệt vời. Mẹ rất là tuyệt vời luôn á. Mẹ từ nhỏ lớn giờ em chưa bao giờ nói được cái câu đó mà thật tâm thật lòng là mình cảm thấy là mẹ thương mình quá là thương mình luôn. Thì từ lúc đó là cái tự nhiên hai mẹ con hay nhắn tin với nhau, xong rồi là chia sẻ bí kíp làm đẹp, rồi tập thể dục, rồi là những cái mà đó giờ em luôn mơ ước là giữa mẹ và con sẽ có những cái cuộc hội thoại vậy á, mà suốt mấy chục năm mình không có. Nhưng mà tự nhiên tới giờ thì mình hiểu được rồi. Thì mình hiểu là à thì ra mọi chuyện nó đơn giản chỉ có vậy thôi. Mẹ rất là thương mình và mình cũng rất là thương mẹ. Chỉ là mình chưa có đủ những cái khái niệm nguồn về yêu thương. Thì mẹ không có may mắn học được những cái này mà giờ mình có, mình may mắn rồi. Thì coi như là mình chủ động, mình bắt đầu mình huân tập. Thì em thấy giờ em hạnh phúc lắm cô. Mà em nghĩ cũng nhờ vậy mà bắt đầu em chấp nhận cái sự nữ tính là cái người con gái trong em nhiều hơn á. Vì mẹ em rất là đẹp. Mẹ rất là đẹp, mẹ rất là giỏi. Mà đó giờ mình không có nhìn thấy được á. Nên bây giờ tự nhiên mình thấy mình chứa đựng được mẹ hơn. Rồi mình cũng chứa đựng được mình nhiều hơn. Xong rồi chắc giờ chứa đựng nhiều nên giờ tài khoản nó cũng tinh tinh nhiều hơn. Nên em lại muốn chia sẻ cái này để mọi người cùng cùng hưởng với em cái năng lượng này. Mong là mọi người cũng sẽ được tinh tinh nhiều trong mọi việc, từ là tình cảm cho tới tài chính cho tới sức khỏe mọi thứ. Em biết ơn cô với anh cả nhà đã lắng nghe và chứa đựng em. Anh Quỳnh Lê, cái chia sẻ của Quỳnh Lê ngày hôm nay, chúng ta cũng đóng lại cái buổi chia sẻ của ngày hôm nay cả nhà. Hành trình của chúng ta thì còn sáng ngày mai nữa. À, trong lớp thì có hỏi là có lớp tài chính buổi chiều không, thì cái lịch là lớp tài chính là buổi sáng cả nhà. Còn nếu mà mình bị kẹt thì chắc là mình sẽ nghe lại ghi âm. Hằng Anh chúc cả nhà có một buổi trưa ngon miệng, có một ngày thật là ấm áp và đong đầy yêu thương.